Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 461, tình thương vô giá. Giúp đỡ vì học sinh miền núi. Chữ đỏ phối hợp với thùng trắng rất bắt mắt, nhưng nhìn chiếc thùng khá lớn, căn bản không hợp với Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân cũng không nhanh chóng đi đến quấy rầy Lâm Dĩnh Nhi, hắn đứng nơi đó nhìn nàng. Dù Lâm Dĩnh Nhi nở nụ cười sáng lạn nhưng số người bỏ tiền cũng không nhiều. Vương Tử Quân thống kê một chút, nói chung có 7-8 người đi qua mới có một người dừng lại quyên tiền, hơn nữa chỉ là 1-2 đồng mà thôi. Chào tiên sinh. Vương Tử Quân cất bước đi đến, lúc này Lâm Dĩnh Nhi khá là mệt mỏi, hắn đi đến trước mặt nàng. Vương Tử Quân cười cười lấy từ trong túi áo ra 100 đồng bỏ vào trong thùng của Lâm Dĩnh Nhi. Cảm ơn anh, tôi thay mặt bọn trẻ cảm ơn lòng tốt của anh, chúc anh cả đời bình an. Hai mắt Lâm Dĩnh Nhi thật sự sáng ngời. Rõ ràng 100 đồng kia làm cho nàng mừng rỡ. Nàng cúi đầu cảm tạ, khi ngẩng đầu lên theo bản năng thì phát hiện đó là Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt chợt ảm đạm. Anh đúng là, làm tôi mừng hụt. Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói bằng giọng có vài phần tức giận. Vương Tử Quân cười cười nhận lấy thùng quyên góp trong tay của Lâm Dĩnh Nhi, sau đó hắn cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Em không đi dạy học sao mà chạy đến đây? Còn không phải bị ép sao? Trường học đã quá rột nát, tình hình tài chính của huyện đang căng thẳng, đợi đến khi bọn họ dư giả mới có thể ưu tiên cho chúng tôi được. Hôm nay em muốn đến thành phố để tranh thủ một chút, không ngờ từ trên xuống dưới đều nhất trí với nhau, bọn họ cùng bày ra hàng loạt khó khăn. Cầu người không bằng cầu mình, thế cho nên em mới quyết định tự mình quyên tiền, coi như tìm chút tiền sửa chữa trường học. Em cũng không biết đến tìm anh sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lâm Dĩnh Nhi rồi hỏi. Em cũng không muốn tạo thành gánh nặng cho anh, việc gì em có khả năng hoàn thành thì căn bản không muốn gây phiền toái cho anh. Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt trong trẻo nhìn Vương Tử Quân, sau đó nàng nói ra từng chữ một. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi cũng vì đứng dưới nắng quá lâu mà gương mặt đỏ bừng bừng, Vương Tử Quân thấy như vậy mà sinh ra cảm giác thương tiếc, hắn định vươn tay an ủi nàng một chút, thế nhưng đưa tay ra một nửa thì xấu hổ dừng lại. Mình là gì của cô ấy? Không nên có hành vi thân mật như vậy, không thể cho cô ấy tiếp tục sinh ra ý nghĩ ảo tưởng với mình. Vương Tử Quân khẽ cười một tiếng rồi nói. Xem như hôm nay em làm việc bỏ nhiều công sức, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Lâm Dĩnh Nhi nhìn dòng người hối hả, trong mắt có chút không muốn nhưng vẫn gật đầu nói. À, quả thật có chút đói bụng, như vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Cướp, bắt cướp. Những âm thanh dồn dập vang lên. Một hình bóng nhỏ bé từ phương xa chạy đến như bay. Lúc này là giờ tan tầm, dù người kia chạy trốn rất nhanh nhưng cũng không thể nào tránh được đám người đi đường. Hắn chạy được hơn 100 mét thì bị vài tên thanh niên đạp ngã xuống đất. Theo em đến đó xem thế nào. Vương Tử Quân cũng căn bản không có hứng thú với những chuyện trộm cướp, hơn nữa bây giờ hắn cũng không thích hợp đến những nơi tập trung đông người để xem náo nhiệt. Tuy hắn có đeo kính râm nhưng thật sự khó đảm bảo không có người nào nhận ra. Nhưng Lâm Dĩnh Nhi đang định đi ăn với Vương Tử Quân thì chợt khựng người, vẻ mặt chợt biến đổi, nàng kéo tay Vương Tử Quân chạy về phía tên trộm. Tiểu tử này là con nhà ai? Sao không chịu học tập cho giỏi? Mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã học đòi người ta đi móc túi, như vậy sau này còn tương lai sao? 6 tuổi trộm kim, lớn lên trộm vàng, còn nhỏ thế này mà không lo học, lớn lên chẳng phải sẽ là phần tử phá hoại sao? 2 ngày trước nghe nói có một cô gái đi xe đạp bị đạp đổ xe. Sau đó còn bị cướp bóp, không biết có phải là nó gây ra không? Đúng rồi đấy, trước tiên cho nó một trận no đòn, cho nó một bài học, đám trộm cướp móc túi thế này quá mức ghê tởm. Khi mọi người đang nghị luận ồn ào thì có 2 tên thanh niên tiến lên bẻ ngoặt 2 tay tên trộm. Tên trộm bị ép mặt xuống đất, một gương mặt không có quá nhiều hoảng hốt, chỉ có lạnh lùng. Hứa Tiểu Long, sao em lại ở chỗ này? Lâm Dĩnh Nhi nhìn thấy tên thiếu niên mười mấy tuổi kia. Nàng chợt mở miệng nói, giọng điệu khó tin. Tên thiếu niên thấy Lâm Dĩnh Nhi thì gương mặt khẽ động, nhưng ngay sau đó nó quay mặt đi chỗ khác, giống như dùng hành vi của mình để từ chối câu hỏi của Lâm Dĩnh Nhi. Hai anh làm gì vậy? Còn chưa thả nói ra, các anh sẽ làm nó bị đau. Lâm Dĩnh Nhi thấy Hứa Tiểu Long đau đến mức trợn mắt há mồm, thế là đau lòng dậm chân nói. Hai tên thanh niên thấy Lâm Dĩnh Nhi xinh đẹp hơn người, bây giờ lại nổi giận dậm chân. Thế là không tự chủ được phải buông lỏng tay ra. Hứa Tiểu Long, em nói xem có chuyện gì xảy ra. Em không đi học sao?
Thế nào lại chạy đến đây? Lâm Dĩnh Nhi ngồi xổm xuống khẽ hỏi. Cô Lâm, em không đi học nữa, cô cũng đừng lo cho em. Hứa Tiểu Long nói rồi quay đầu muốn chạy. Đứng lại. Lâm Dĩnh Nhi chụp lấy tay của Hứa Tiểu Long. Vương Tử Quân thấy đám người kéo đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, thế là hắn tranh thủ thời gian nói. Cậu này còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện nên làm chuyện xấu, mọi người cũng đừng tiếp tục vây quanh chỗ này làm gì nữa. Chúng tôi nhất định sẽ đưa nó về nhà, các vị vừa tan tầm, chắc chắn đã rất mệt mỏi, nên về nhà dùng cơm thì hay hơn. Đám người đứng xem náo nhiệt thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì bỏ đi khá nhiều, những người khác muốn ở lại xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thế là cũng bỏ đi. Dù thế nào thì hôm nay em phải theo cô đi về. Em gái, dưa hái xanh không ngọt, Tiểu Long đi theo em nhìn trái tim còn đặt ở chỗ này, như vậy thì có ích gì? Khi Hứa Tiểu Long cúi đầu thì một giọng điệu có chút ngả ngớn vang lên sau lưng Vương Tử Quân. Hứa Tiểu Long nghe được âm thanh kia thì trên gương mặt quật cường có chút sợ hãi, cơ thể khô gầy lui về phía sau theo bản năng. Vương Tử Quân quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy một người đàn ông trung niên loạng choạng đi về phía bên này, phía sau còn có hai tên thanh niên hơn 20 nhuộm tóc màu vàng, nhìn qua là biết côn đồ lưu manh. Tiểu Long là em của tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Lâm Dĩnh Nhi đưa mắt nhìn ba người kia rồi dùng giọng không lùi bước nói. Ôi, em gái, không nên nói những lời tuyệt đối như vậy, thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cô em xinh đẹp như vậy, nếu một lát nữa có phát sinh chuyện gì, đặc biệt là động vào gương mặt kia, như vậy anh cũng thật sự không nỡ. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười ha hả không chút kiêng nể, trong miệng hắn đầy răng vàng, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác buồn nôn. Sầm đại ca. Ngậm miệng thúi lại, nếu như còn dám nói với cô Lâm như vậy, tao liều mạng với mày. Hứa Tiểu Long vốn có chút sợ hãi tên đàn ông trung niên bên kia, khoảnh khắc này không biết nó lấy đâu ra sức mạnh mà tiến lên nói với tên đàn ông trung niên bên kia. Liều mạng, hừ, tiểu tử, chỉ bằng mày cũng dám liều mạng với tao. Hi hi, ông nói với cô giáo của mày như vậy thì sao? Ông nếu thích thì cũng có thể đưa cô giáo đi theo làm bạn với mày. Gương mặt Sầm đại ca chợt lóe lên vẻ hung ác, hắn dùng giọng hung hăng quát lớn với Hứa Tiểu Long. Các người có thể nhanh chóng rời khỏi đây, tôi sẽ xem như chưa từng có gì phát sinh, nếu không thì cứ chờ cảnh sát đến tìm. Lâm Dĩnh Nhi nhìn Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Cảnh sát đến, hừ, anh sợ quá, em gái à, em không phải muốn báo cảnh sát sao? Hừ, xe cảnh sát kìa, có cần anh giúp gọi lại không? Sầm đại ca vừa nói vừa vẫy tay với một chiếc xe cảnh sát đang chạy qua. Chiếc xe cảnh sát chạy đi tuần tra thấy có người vẫy tay thì dừng lại, hai tên cảnh sát mặc đồng phục từ trong xe đi ra. Tên cảnh sát đi đầu giống như có chút quen thuộc Sầm đại ca, hắn cười lớn với Sầm đại ca rồi nói. Anh Sầm, anh chào hỏi chúng tôi tích cực như vậy, có phải muốn mời chúng tôi dùng cơm chưa không? Xem anh Trần nói kìa, chuyện dùng cơm không là vấn đề, ngài muốn đến đâu thì tôi sẽ đánh sang bên đấy. Sầm đại ca cười hì hì nói lời vui đùa với tên cảnh sát. Anh đúng là, thứ gì cũng có thể nói được. Tên cảnh sát đi đầu chợt lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang đám người Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi. Chuyện gì xảy ra, các người đang làm gì đây? Tôi là cô giáo của đứa bé này, tôi muốn đưa nó về trường. Lâm Dĩnh Nhi mấp máy môi dùng giọng kiên quyết nói. Cô giáo. Tên cảnh sát đi đầu nhìn Lâm Dĩnh Nhi, lại nhìn Hứa Tiểu Long. Sau đó ánh mắt rơi lên người của Sầm đại ca. Anh Sầm, rốt cuộc là óc chuyện gì? Tiểu tử này thiếu tôi 100 ngàn, thế nên phải làm công trả tiền cho tôi, nếu cô ta muốn đưa nó đi cũng được, nhưng tiền nó nợ thì tôi biết tìm đâu ra. Muốn đi cũng phải trả hết nợ cái đã. Sầm đại ca vừa cười vừa dùng giọng đắc ý nói. Tôi căn bản không nợ tiền ông. Hứa Tiểu Long hét lên với Sầm đại ca. Không nợ, còn lớn tiếng cãi nữa sao? Nhìn xem đây là cái gì? Sầm đại ca móc túi lấy giấy nợ ra rồi dùng giọng không có ý tốt nói. Khi thấy phiếu nợ thì tên cảnh sát cũng cười nói. Cô giáo, tôi cũng hiểu tâm tình của cô, thế nhưng thiếu nợ phải trả tiền là bình thường, mọi người mau giải tán, nếu không tôi sẽ câu lưu cô lại vì tội gây rối loạn trật tự trị an. Câu lưu. Vương Tử Quân tiến lên một bước nói. Anh nói rất thoải mái, một đứa bé nợ người ta 100 ngàn mà anh cũng tin được. Tôi thật sự không hiểu loại người như anh sao có thể được mặc đồng phục cảnh sát. Tiểu tử này xem ra rất lớn lối, đưa về hỗ trợ điều tra.
Tên cảnh sát bị Vương Tử Quân lên tiếng châm chọc thì đỏ mặt tía tai, hắn lấy ra một chiếc còng rồi nói. Hừ, tiểu tử, đừng tự tìm đến phiền phức. Tiểu tử, đây là kết cục khi xen vào việc của người khác, người này khả nghi liên quan đến vụ án lừa đảo, tôi sẽ là người báo án. Sầm đại ca cười hì hì dùng giọng nịnh nọt nói với đồn trưởng Lý. Nụ cười trên mặt đồn trưởng Lý càng thêm sáng lạn, hắn gật đầu với Sầm đại ca. Nếu sự thật là như vậy, như thế càng thêm nghiêm trọng. Anh Sầm, anh đã báo án, như vậy phải phối hợp tốt với công tác của chúng tôi, đợi sau khi thẩm tra xong sẽ có ban thưởng. Cảm ơn đồn trưởng Lý, tôi nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Hứa Tiểu Long nhìn chiếc còng sáng loáng, trong mắt lóe lên cảm giác e sợ, nó còn trẻ, nào đã từng thấy thứ kia bao giờ. Đi thôi, còn để tôi phải xin phép sao? Nguồn tiuyenfull.vn. Đồn trưởng Lý chỉ về phía chiếc xe cảnh sát. Lên chiếc xe kia, trong xe rất rộng rãi. Vương Tử Quân nhìn đồn trưởng Lý rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Thật là lợi hại, hỗ trợ điều tra là nghĩa vụ của mọi công dân, tôi tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng trước khi đi hỗ trợ điều tra, tôi mong anh gửi một bản thông báo đến đơn vị của tôi, nếu không bọn họ vội vàng đi tìm cũng khổ. Gửi thông báo cho đơn vị của anh. Đồn trưởng Lý chợt híp mắt, trên mặt xuất hiện rất nhiều nội dung. Dựa theo kinh nghiệm xử lý án nhiều năm qua, những người nhắc đến đơn vị đều không bình thường. Tên thanh niên kia bị Sầm đại ca hãm hại nhưng vẻ mặt không chút biến đổi, chẳng lẽ đối phương thật sự có địa vị? Đồn trưởng Lý nhìn giấy chứng minh công tác trên tay của Vương Tử Quân, thế là gương mặt chợt lộ ra đầy nụ cười. Hắn dùng hai tay trả lại giấy chứng minh công tác cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng xin lỗi nói. Ôi, thật sự là nước lớn ngập miếu Long Vương, là người một nhà mà không nhận ra. Xin lỗi cậu Vương, hôm nào tôi sẽ mời cậu dùng bữa cơm tạ lỗi. Đồn trưởng Lý sở dĩ nói như vậy cũng là vì Vương Tử Quân không đưa ra giấy chứng minh công tác của một phó chủ tịch thường vụ thành phố, là của một vị khoa viên trong khoa tổng hợp số 2 của văn phòng khối chính quyền thành phố. Tấm ảnh đã được xử lý kỹ thuật, dù có chút khác biệt với Vương Tử Quân, thế nhưng lại rất khó làm cho người ta liên hệ đến một vị phó chủ tịch thành phố. Trước đó Vương Tử Quân thấy giấy chứng minh công tác của Triệu Quốc Lương, thế là nói Triệu Quốc Lương làm cho mình một cái để tiện bề sử dụng. Xem ra văn phòng khối chính quyền thành phố cũng là một chiêu bài rất tốt, đồn trưởng Lý mới vừa rồi còn vênh mặt hất hàm nói chuyện với Vương Tử Quân, bây giờ thái độ của đối phương đã thay đổi 180 độ. Người này không những nhận sai, còn chủ động xưng hô anh em với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không có thời gian quan tâm đến đồn trưởng Lý, hắn cười cười thản nhiên nói. Nếu là hiểu lầm thì bỏ qua, đồn trưởng Lý, bây giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Tất nhiên rồi, anh đi chơi vui vẻ. Đúng rồi trưởng khoa Vương, tối nay anh có rảnh không? Nếu được thì mong anh nể mặt, để cho anh em làm quen một chút. Đồn trưởng Lý rõ ràng không muốn bỏ qua cơ hội được kết giao với một vị nhân viên của khoa tổng hợp trong khối chính quyền thành phố, thế nên tiếp tục lên tiếng. Cảm ơn đồn trưởng Lý, tối nay tôi còn có chuyện. Vương Tử Quân khoát tay với đồn trưởng Lý, sau đó xoay người cùng Lâm Dĩnh Nhi đưa Hứa Tiểu Long rời khỏi chỗ này. Đồn trưởng Lý, cứ để cho hắn đi như vậy sao? Sầm đại ca thấy ba người Vương Tử Quân nghênh ngang bỏ đi, thế là dùng giọng không cam lòng nói. Đồn trưởng cũng có chút tức giận vì bộ dạng không chịu nể tình của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn rất bất đắc dĩ. Vì công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố là vùng vẫy ở mục nước sâu, hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Cho dù Vương Tử Quân chỉ là một nhân viên bình thường, biết đâu sau lưng có một thân cây lớn, chính mình chỉ là một vị đồn trưởng đồn công an bình thường, không, chỉ là một phó đồn trưởng, như vậy sẽ là gì trong mắt người ta? Chương 462, trước tiên phải làm méo bóng của anh. Vậy anh muốn xử lý thế nào đây? Anh không thấy người ta là nhân viên của khối chính quyền thành phố sao? Chọc vào là chuyện tốt sao? Đồn trưởng Lý dùng ánh mắt hung hăng nhìn Sầm đại ca rồi dùng giọng oán hận nói. Lâm Dĩnh Nhi lại lên xe, sau đó nàng dùng giọng bực bội nói. Anh Tử Quân, cứ bỏ qua như vậy sao? Thật sự làm vấy bẩn hình tượng công an nhân dân. Anh sẽ xử lý, Thần Bân, lát nữa dùng cơm xong cậu đưa Tiểu Long đến phòng giám sát, để bọn họ xử lý sự kiện này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thở phì phò của Lâm Dĩnh Nhi rồi mở miệng an ủi. Giữa trưa ba người dùng cơm đơn giản, Vương Tử Quân sắp xếp cho Lâm Dĩnh Nhi và Hứa Tiểu Long nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi khách sạn thì Vương Tử Quân dặn dò Lâm Dĩnh Nhi không nên tiếp tục ra đường quyên tiền, hắn sẽ nghĩ biện pháp để tìm ra chút tài chính cho nàng sửa chữa nhà trường.
Lâm Dĩnh Nhi đồng ý nhưng biểu hiện lại có vẻ suy đoán, Vương Tử Quân mơ hồ cảm thấy cô gái này căn bản không đơn giản đồng ý như vậy. Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang định liên lạc với Phó Chủ tịch Chủ quản Giáo dục là Trình Hiểu Bình để xử lý vấn đề tài chính cho trường của Lâm Dĩnh Nhi, đúng lúc cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vương Tử Quân ngẩng đầu lên, hắn chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó đã đứng thẳng người dậy rồi đi ra bàn làm việc. Chủ tịch Nhâm, nếu có gì thì anh cứ gọi điện thoại phân phó một tiếng là được, bây giờ anh chủ động đi đến đây, tôi thật sự sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Vương Tử Quân vươn tay bắt chặt tay của Nhâm Sương Bình, sau đó dùng giọng có vài phần thân mật nói. Nhâm Sương Bình cười cười khá nhạt, sau khi bắt tay Vương Tử Quân, hắn cũng không đi đến ngồi lên ghế sau bàn làm việc của Vương Tử Quân, chỉ cùng Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Hắn cười nói. Chủ tịch Vương, anh cũng đừng nói những lời tâng bốc như vậy, tôi cũng chỉ là đi lại hoạt động gân cốt mà thôi, cũng không phải đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Nếu anh nói như vậy thì thật sự còn là cho tôi cảm thấy bất an ấy chứ. Hai người lên tiếng nói cười, bầu không khí trong phòng rất hòa hợp, giống như hai vị lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền thành phố thật sự bắt tay và đoàn kết như tường đồng vách sắt. Triệu Quốc Lương vào dâng trà thơm cho hai vị lãnh đạo rồi nhanh chóng lui ra khỏi cửa. Chủ tịch đến phòng của Phó Chủ tịch Thường vụ để bàn luận vấn đề, bản thân sự việc là một tín hiệu, hắn là thư ký của Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không dám có chút sơ suất. Triệu Quốc Lương đứng ngay trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch Vương mà căn bản không quay về phòng của mình, hắn phải cản tất cả những người muốn gặp Vương Tử Quân ở bên ngoài, phải đảm bảo bầu không khí yên lặng tuyệt đối cho hai vị lãnh đạo nói chuyện bàn bạc. Chủ tịch Vương, năm nay thị ủy đề xuất mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Áp lực của chúng ta là không nhỏ. Tuy bí thư Tiết không gia tăng trọng trách cho chúng ta, thế nhưng dù là nhìn dọc hay nhìn ngang thì anh em chúng ta cũng nên nhanh chóng thúc roi ra ngựa và chạy nhanh về phía trước. Nếu bây giờ chúng ta không hợp sức để vùng lên đuổi theo, chỉ sợ sau này sẽ bị tụt hậu về phía sau. Vương Tử Quân đã sớm quen với chiêu thức đẩy Tiết Diệu tiến ra để khẳng định vấn đề của Chủ tịch Nhâm Sương Bình. Lúc này hắn lại nghe thấy Chủ tịch Nhâm nhắc đến bí thư Tiết Diệu tiến, thế là hắn dùng giọng hoang mang nói. Chủ tịch Nhâm, kinh tế thành phố chúng ta phát triển khá tốt, thế cục sản xuất hàng hóa cũng không tồi, chỉ cần chính sách và phương hướng không có vấn đề, như vậy muốn phát triển kinh tế chậm chạp cũng không được. Ý kiến của cậu thật sự rất hay, coi nặng thành nhẹ, nhưng nói thật thì áp lực trong lòng tôi thật sự là rất lớn. Nhâm Sương Bình khẽ uống một hớp trà, sau đó thay đổi chủ đề. Bây giờ công tác chuẩn bị cho phương án xây dựng trung tâm thương mại đã xong, đã làm rất tốt. Dựa theo sắp xếp công tác của thị ủy, chúng ta cần phải đề cao tiến độ. Chủ tịch Vương, dưới tay anh có công ty nào có thực lực hay không? Có thể xem ý đồ của bọn họ như thế nào? Ai cũng biết hạng mục trung tâm thương mại là một miếng thịt béo, bây giờ Nhâm Sương Bình đặc biệt chạy đến phòng làm việc của mình nói những lời như vậy. Điều này làm cho Vương Tử Quân hiểu rõ một vấn đề, đó chính là đối phương say không phải vì rượu. Cảm ơn Chủ tịch Nhâm đã tín nhiệm, nhưng tôi cũng không liên lạc nhiều với các xí nghiệp. Vì vậy nếu muốn giải ưu phiền cho Chủ tịch Nhâm thì cũng không đủ lực. Ôi, chuyện này thật sự làm cho tôi đau cả đầu, công ty lớn thì điều kiện quá nghiêm khắc, không muốn hợp tác với bọn họ, công ty bình thường thì tôi lại lo lắng bọn họ không đảm bảo được chất lượng, thật sự quá khó xử. Nhâm Sương Bình vỗ vỗ đầu của mình, sau đó bày ra bộ dạng cực kỳ khó xử. Vương Tử Quân dù không tự đi đến tham gia công tác cải tạo khu dân cư bằng hộ, thế nhưng hắn là người phụ trách công tác này. Thế cho nên hắn căn bản thể nào rút chân ra được. Tuy công tác bên dưới cơ sở là nhiệm vụ của Lý Khang Lộ, nhưng nếu liên quan đến vấn đề gì lớn, Lý Khang Lộ sẽ quấy lấy Vương Tử Quân để tìm cho ra phương án. Nếu đã như vậy thì chúng ta áp dụng phương án đấu thầu, dùng phương thức vận tác của thị trường để xử lý công trình này. Vương Tử Quân hiểu Nhâm Sương Bình tìm mình không phải là tìm biện pháp, trong lòng thầm hiểu vấn đề, đối phương đi đường vòng để nói ra những gì vừa xảy ra. Mục đích chỉ có là chờ Vương Tử Quân hỏi ngược lại. Vương Tử Quân nhìn rõ tâm tư của Nhâm Sương Bình, thế nhưng hắn lại giả vờ hồ đồ, hắn không cho Nhâm Sương Bình cơ hội đề bạt công ty. Nếu phải nói ra lời từ chối với Nhâm Sương Bình, không bằng trực tiếp để đối phương phải nuốt lời vào trong họng. Đấu thầu. Nhâm Sương Bình vì một câu nói của Vương Tử Quân làm cho vẻ mặt rất thất vọng. Chỉ là vẻ thất vọng này đã nhanh chóng bị che giấu. Hắn có chút trầm ngâm. Sau đó dùng giọng như chút gánh nặng nói. Tôi nghe nói biện pháp này đã được nhiều thành phố ở phương Nam chấp hành, nhưng tôi không biết nó có phù hợp với thành phố của chúng ta hay không.
nếu Chủ tịch Vương đã thấy nó có thể thực hiện, như vậy anh cứ cho ra đề cử với hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân và Nhâm Sương Bình tiếp tục nói vài lời về phương diện đấu thầu, sau đó hai người cùng hiểu ý của nhau và không tiếp tục nói về đề tài này. Cuối cùng Nhâm Sương Bình cười nói. Chủ tịch Tử Quân, vợ cậu không thường xuyên có ở nhà, nếu cậu không muốn nấu cơm mà cũng không thích ra ngoài dùng cơm, như vậy nên thường xuyên đến nhà tôi chơi, chị dâu của cậu nấu nướng rất ngon. Đa tạ Chủ tịch Nhâm đã quan tâm, sau này nhất định sẽ không khách khí, khi đó có ăn sạch nhà thì anh cũng đừng đuổi đi đấy nhé. Hai người lên tiếng và cùng nở nụ cười, nhưng nụ cười của hai người bọn họ có bao nhiêu phần chân thành, điều này chỉ sợ chính bọn họ mới biết rõ mà thôi. Trong khu nhà thường ủy thị ủy, nếu nói căn nhà nào yên ắng nhất chính là biệt thự của Bí thư Tiết. Tiết Diệu Tiến là Bí thư thị ủy, lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ, tất nhiên hắn là một người cực kỳ có quyền uy, nói ra thì nhà của Tiết Diệu Tiến phải nườm nượp người như đi chảy hội mới đúng. Nhưng những năm qua Bí thư Tiết công tác ở thành phố Đông Bộ, số người đến nhà hắn thăm hỏi là rất ít. Có chuyện thì đến phòng làm việc tìm tôi. Nhiều năm trước Tiết Diệu Tiến đã nói ra một câu như vậy, những lời này luôn được đám cán bộ cấp cục nhớ kỹ trong lòng. Tuy bọn họ thật sự rất muốn tiếp cận Tiết Diệu Tiến, thế nhưng bọn họ cũng không dám phá hoại quy củ của Chủ tịch Tiết. Trong căn biệt thự 2 tầng của thường ủy thị ủy, đây là biệt thự được ban ngành thành phố thiết kế cho lãnh đạo, coi như tiền nhân trồng cây thì hậu nhân thừa hưởng. Tuy những căn biệt thự thế này càng ngày càng có vẻ lạc hậu theo thời gian, thế nhưng những căn biệt thự ở nơi đây và hàng cây dương liễu ngoài kia vẫn phủ lên những vầng hào quang cực kỳ huyền bí. Tiết Diệu Tiến nằm trên ghế dựa, cơ thể liên tục lắc lư. Chiếc ghế này nhìn qua có vẻ không hợp với đại sảnh trong nhà Tiết Diệu Tiến nhưng nhìn vào thái độ của vị chủ nhân căn phòng với chiếc ghế, có thể thấy hắn rất trung tình với nó. Nếu so sánh với vẻ nhàn nhã của Tiết Diệu Tiến thì Lý Khang Lộ có vẻ thận trọng hơn, hắn đang cầm trong tay một phần văn kiện, đang khẽ lên tiếng báo cáo cho lãnh đạo. Những chuyện ngoại lệ thường được người ta cho rằng đó là đặc quyền, Lý Khang Lộ có thể báo cáo công tác cho Bí thư Tiết vào thời điểm này và tại nơi đây, rõ ràng là đặc quyền cực lớn trong mắt người khác. Bí thư Tiết, lúc này tất cả giai đoạn chuẩn bị để xây dựng trung tâm thương mại đã được hoàn thành rất tốt, bước tiếp theo chính là xác định đơn vị thi công. Chỉ cần có đủ tài chính, như vậy chỉ cần một năm thì trung tâm thương mại sẽ hoàn thành và bàn giao sử dụng đúng thời điểm. Lý Khang Lộ vừa đặt tài liệu trong tay sang một bên vừa nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến khẽ nằm nghiêng trên ghế, hắn cũng không thèm nhìn tư liệu của Lý Khang Lộ, hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Xây dựng trung tâm thương mại này như thế nào? Ban ngành xây dựng các anh có ý kiến gì không? Bí thư Tiết, còn chưa có ý kiến gì, dù sao thì một công trình lớn như vậy cũng cần được hội nghị thường ủy thông qua. Lý Khang Lộ nói đến hội nghị thường ủy, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Tiết Diệu Tiến. Khang Lộ, đây không phải là tính cách của anh, thế nào, anh cũng muốn đi đường vòng nói lời dối trá với tôi sao? Tôi nói cho anh biết, trước tiên phải để cho ban ngành xây dựng cho ra một ý kiến. Anh là phó chủ tịch chủ khảo công tác này, anh càng không cần buông lỏng công tác. Tiết Diệu Tiến khẽ gõ ngón tay xuống ghế rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bố, sao bố cứ phải phiền toái như vậy? Không phải chỉ là xây dựng một trung tâm thương mại sao? Cứ để cho một công ty nhận việc không được à? Tiết Nhất Phàm mặc một bộ đồ ngủ đi từ trên lầu xuống dùng giọng tùy tiện nói. Lý Khang Lộ thấy Tiết Nhất Phàm thì trong mắt lóe lên một luồng hào quang khác thường. Nhưng hắn giống như bị người ta phát hiện ra, thế nên ánh mắt vừa trở nên nóng bỏng đã khôi phục lại như thường chỉ sau nháy mắt. Con nói thì dễ lắm, nhà đầu, con cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Lam Hà, sau này làm chuyện gì cũng phải sử dụng đầu óc nhiều hơn. Tiết Diệu Tiến dù phê bình con gái của mình nhưng nụ cười trên mặt cũng khó thể che giấu được. Tiết Nhất Phàm đặt một quả táo xuống bàn rồi nói. Bí thư Tiết, ngài cũng không cần cho ra những lời dạy bảo như vậy. Nếu như con làm việc không có đầu óc, chỉ sợ tập đoàn Lam Hà cũng không thể chống đỡ đến hiện tại được. Hừ, tập đoàn Lam Hà có thể chống đỡ được đến bây giờ thì công lao của con cũng chẳng có bao nhiêu. Nói thật, năm xưa khi mở hội nghị thường ủy thì bố đã không muốn cho con tiếp nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn Lam Hà, bố cảm thấy con công tác ở thành đoàn là hay nhất. Được rồi bố à, người ta đều che giấu chuyện xấu nhà mình, bố thì ngược lại, cứ lớn tiếng như vậy, xem như con cái gì cũng sai. Được chưa đấy? Con cũng không nói chuyện với bố nữa. Tiết Nhất Phàm rõ ràng cũng không muốn tiếp tục tranh cấp với Tiết Diệu Tiến, nàng thay đổi chủ đề. Vừa rồi con lên lầu ngắm phong cảnh, phát hiện biệt thự số 6 sáng đèn. Lý Khang Lộ thấy Tiết Diệu Tiến không lên tiếng thì mở miệng nói.
Hai ngày trước phòng quản lý sự vụ cơ quan đã cho thu dọn biệt thự số 6, Chủ tịch Vương đã chuyển vào đó ở. Là Chủ tịch Vương vừa mới đến nhận chức sao? Nhắc đến anh ta thì tôi đã tức giận, tập đoàn Lam Hà chúng tôi muốn vay tiền, nhưng vì anh ta mà mãi đến bây giờ còn chưa xong, nếu không phải vì tập đoàn còn có chút nền tảng, chỉ sợ cuối năm cũng khó qua. Đúng là trong một cánh rừng thì chim chóc gì cũng có, anh nói xem, người kia mới đến không những không kẹp đuôi làm người, còn vung tay múa chân, cầm lông gà làm lệnh tiễn, đúng là tự coi mình là đại nhân vật. Tiết Nhất Phàm thật sự có chút oán niệm với Vương Tử Quân, lúc này nàng bắt được cơ hội, thế là mở miệng mà không thèm che đậy. Gương mặt Tiết Diệu Tiến chợt căng cứng, hắn nghiêm túc nói. Nhất Phàm, lời này con có thể nói bậy được sao? Con nhớ kỹ cho bố, đừng tưởng là con gái của bố thì có thân phận đặc thù, đừng quên con còn là tổng giám đốc của tập đoàn Lam Hà, là một vị cán bộ lãnh đạo hưởng đãi ngộ cấp chính cục. Nếu như con còn nói những lời như vậy với người ta, đừng trách bố không khách khí với con. Không khách khí thì làm sao? Bố biết bên ngoài người ta đồn đãi gì không? Mọi người đều nói bố làm bí thư thị ủy mà sợ tên họ Vương kia, Vương Tử Quân vừa đến thì bố đã không còn là người nói 102 trong thường ủy Đông Bộ. Con đi ra ngoài ngay. Thấy con gái không những không biết kiềm chế, ngược lại còn tỏ ra thêm trầm trọng, Tiết Diệu Tiến chợt đứng lên, hắn dùng giọng căm tức nói với Tiết Nhất Phàm. Đi ra thì đi ra, nhưng bố này, cho dù con chọc giận bố, con cũng phải nói một câu để bố tỉnh lại, đó là lời của con đều là sự thật, chẳng qua những tin tức đó không lọt được đến tai bố mà thôi. Tiết Nhất Phàm vứt lại những lời như vậy rồi lộc cộc đi lên lầu. Lý Khang Lộ nhìn gương mặt vẫn còn rất tức giận của Tiết Diệu Tiến, trong lòng sinh ra chút cảm giác áy náy. Tuy hắn là người cực kỳ cuồng vọng trong thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn lại rất phục Tiết Diệu Tiến. Chưa nói đến những thứ gì khác, nếu không có bí thư Tiết Diệu Tiến, căn bản Lý Khang Lộ có bản lĩnh bằng trời cũng không thể đi đến vị trí hiện tại. Bí thư Tiết, Nhất Phàm còn trẻ, ngài cũng đừng chấp nhất với cô ấy. Lý Khang Lộ cầm lấy bình trà châm nước cho bí thư Tiết, sau đó hắn cười khuyên giả. Tiết Diệu Tiến nâng ly trà lên uống một ngụm mà mặc kệ nước khá nóng, sau đó lão đặt ly xuống rồi thở dài một hơi nói. Tính tình của nha đầu này cũng nên thu lại một chút, nếu cứ tiếp tục thẳng tính như vậy thì sau này thế nào cũng chịu thiệt thòi. Bí thư Tiết, Nhất Phàm ở trước mặt ngài tuy có biểu hiện như trẻ con nhưng trước mặt người ngoài lại rất chừng mực, điểm này là tiếng lành đồn xa, ngài cứ yên tâm. Lý Khang Lộ châm trà cho Tiết Diệu Tiến rồi khẽ lên tiếng khuyên nhủ. Tiết Diệu Tiến ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó cũng không tiếp tục nhắc đến Tiết Nhất Phàm, lại thay đổi chủ đề. Chủ tịch Vương gần đây có biểu hiện thế nào? Chủ tịch Vương dù chưa quá quen thuộc tình huống của thành phố Đông Bộ, thế nhưng làm việc rất mạnh mẽ, phản ứng của tuyến dưới là rất tốt. Lý Khang Lộ nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hiện tại bây giờ có vài vị phó chủ tịch đi rất gần với chủ tịch Vương, gần đây tôi nghe có người nói. Nói cái gì? Trước mặt tôi mà anh còn tỏ ra lề mề vậy sao? Tiết Diệu Tiến dùng ánh mắt bất mãn nhìn thoáng qua Lý Khang Lộ rồi lạnh giọng nói. Nói rằng nếu chủ tịch Vương xóa ba chữ phó và thường vụ, như vậy khối chính quyền thành phố sẽ thật sự phát triển cực mạnh. Lý Khang Lộ nói xong những lời này thì vội vàng giải thích. Bí thư Tiết, những lời như vậy chỉ là tin tức vỉa hè, là lời lẽ của đám người rảnh rỗi không có việc gì làm, ngài cũng đừng quan tâm. Tiết Diệu Tiến cười cười nói. À, đối với những lời như vậy thì anh nên nắm chắc nguyên tắc, đó là nghe nhưng đừng nên khuếch tán, anh là một phó chủ tịch, vấn đề đoàn kết ban ngành là rất quan trọng. Vâng, chủ tịch Nhâm cũng rất chú trọng điều này, ngày hôm qua còn tự mình đến phòng làm việc của chủ tịch Vương trò chuyện hơn nửa giờ. Khi Lý Khang Lộ nói xong thì phòng khách càng thêm bình tĩnh, lúc này ngoài tiếng đồng hồ tí tách thì căn bản không còn chút âm thanh nào. Ánh mắt Lý Khang Lộ chủ yếu dừng lại trên mặt bí thư Tiết Diệu Tiến, nhưng lúc này vẻ mặt bí thư Tiết giống như một gốc cây ngàn năm, không chút biểu cảm. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên trong phòng khách, âm thanh này phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời cũng làm cho Lý Khang Lộ và Tiết Diệu Tiến thoát ra khỏi trạng thái trầm mặc. Bí thư Tiết, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lý Khang Lộ đứng lên ghế salon rồi khẽ nói. Được. Khang Lộ cũng nên sớm nghỉ ngơi, tôi cũng không tiễn. Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu với Lý Khang Lộ, sau đó đưa Lý Khang Lộ ra tận cửa. Khi hai bên cáo từ thì vẻ mặt Tiết Diệu Tiến vẫn không chút biến đổi, nhưng Lý Khang Lộ thầm hiểu, lúc này mình có nói lời nào thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Trong một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, Vương Tử Quân ngồi ở vị trí thủ tọa, bên cạnh hắn là Đinh Xuyên Trụ và Trương Thông, Lý Cẩm Hồ và vài người khác của tập đoàn Trấn Nguyên ngồi phân cách ở hai bên. Vương Tử Quân thật sự không còn cách nào khác mới đến tham gia bữa tiệc hôm nay, có thể nói là bị Trương Thông quấn lấy quá chặt, không thể nào làm khác hơn. Dù sao thì Trương Thông cũng là phó chủ tịch thành phố, nếu không nể mặt thì cũng không nên. Chủ tịch Vương, trước tiên tôi mời ngài một ly. Hai ngày trước tôi về nhà nhắc chủ tịch Vương với anh trai, anh ấy thật sự rất kính ngưỡng ngài. Năm xưa khi ngài còn công tác ở tỉnh đoàn thì anh ấy đã muốn đến kết giao, thế nhưng mãi mà không tìm được cơ hội. Anh ấy nhờ tôi đến mời ngài một bữa cơm, đợi đến khi nào ngài rảnh đến thành phố Sơn Viên thì cũng đừng nên quên anh ấy, mà anh ấy cũng thật lòng muốn tụ tập với chủ tịch Vương. Đinh Xuyên Trụ nâng ly trong tay lên dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Giám đốc Đinh, trước đó tôi rất tôn trọng thư ký trưởng Đinh, chỉ là lúc đó tôi quá bận, tôi cũng sợ hẹn gặp thư ký trưởng Đinh thì quá tùy tiện, thế cho nên mãi mà không tăng cường liên lạc, nếu như lúc đó tôi có quen biết anh ấy thì cũng không phiền toái như vậy. Khi hai người cùng ly với nhau thì bầu không khí bàn tiệc giống như sang trang mới. Vương Tử Quân hoàn toàn là một nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Đinh Xuyên Trụ là người mời khách, tất nhiên sẽ cố gắng che giấu những vầng hào quang của mình. Mỗi hành vi cử chỉ và lời nói của hai người đều làm cho người ta cân nhắc và chú ý. Trương Thông tuy cười rất sáng lạn nhưng trong lòng lại rất thất lạc, hắn cũng là phó chủ tịch, chỉ thiếu Vương Tử Quân hai chữ thường vụ mà thôi, nhưng hắn so với Vương Tử Quân thì thật sự là kém quá xa. Loại cảm giác chênh lệch này cũng không phải chỉ là chức vụ, còn nói về thủ đoạn và sự cao tay. Khi địa vị của Vương Tử Quân liên tục tăng tiến ở khối chính quyền thành phố, Trương Thông đã thật sự không còn ý nghĩ muốn ganh đua với Vương Tử Quân. Chiến lược tốt nhất của Trương Thông vào lúc này chính là cố gắng dựa vào Vương Tử Quân ở trong khối chính quyền thành phố Đông Bộ, đồng thời cũng không quên liên lạc nhiều hơn với vị phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh. Hắn cũng không có yêu cầu gì quá cao, chỉ sau này có thể tiến vào làm một vị thường ủy thị ủy là được. Hơn một giờ sau thì bữa tiệc kết thúc, nhưng Đinh Xuyên Trụ cũng không để Vương Tử Quân đi ngay, lại mời Vương Tử Quân vào trong uống trà. Uống trà cũng có thể nói là bàn chuyện chính sự. Sau khi đi vào một gian phòng không quá lớn, lúc này nhân viên phục vụ mặc sườn xám đã đặt một bình trà thơm ngào ngạt xuống trước mặt hai người. Khi nhân viên phục vụ lui ra, lúc này trong phòng chỉ còn là hai người Vương Tử Quân và Đinh Xuyên Trụ. Đinh Xuyên Trụ cầm lấy bình trà nóng rót cho Vương Tử Quân một ly, sau đó cười cười nói. Chủ tịch Vương, đây là Đại Hồng Bảo Chính Tông, tuy không phải cực kỳ quý hiếm nhưng cũng là tinh phẩm. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, một mùi hương thơm ngát chợt lan tràn trong vòng miệng. Hắn đặt ly trà ngon xuống rồi cười nói. Thật sự là rất ngon. Trà ngon cũng cần phải có người như Chủ tịch Vương để thưởng thức, nếu là người bình thường uống trà này, căn bản chỉ là uổng phí của trời, hủy hoại hương trà. Đinh Xuyên Trụ cũng uống một ngụm rồi nói, sau đó tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương, tuy đã cùng ngài liên hệ vài lần nhưng tôi lại sinh ra cảm giác chưa thân mà quen. Con người của tôi có một tâm tính thế này, đó chính là đối với hương vị thì như thế nào cũng được, nhưng nếu thật sự không hợp khẩu vị, dù có tìm được tôi, chỉ sợ tôi cũng không có hứng thú. Vương Tử Quân cũng căn bản không nói gì thêm với một lời nói nhiều ẩn ý của Đinh Xuyên Trụ, hắn chỉ nâng ly trà lên lẳng lặng chờ Đinh Xuyên Trụ tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương, tôi là một thương nhân, tất nhiên thương nhân sẽ nói chuyện kinh doanh. Nói dựa theo ý của tôi và tập đoàn Trấn Nguyên. Đó là hy vọng có thể cho ra chút cống hiến với thành phố Đông Bộ, cũng kính xin Chủ tịch Vương cho tôi một cơ hội. Đinh Xuyên Trụ đã nói hết những lời khách sáo, bây giờ mới thật sự đi vào chủ đề chính. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có biểu hiện thản nhiên của Đinh Xuyên Trụ, hắn cười nói. Thành phố Đông Bộ là thành phố Đông Bộ, chỉ cần các xí nghiệp muốn cống hiến cho sự phát triển của thành phố, dù là ở tại địa phương hay ở bên ngoài đến đầu tư, chúng tôi đều dùng thái độ công bằng để nhiệt liệt hoan nghênh. Ha ha ha, có những lời này của Chủ tịch Vương thì tôi xem như hoàn toàn thả lỏng. Đinh Xuyên Trụ cười rất vang dội, giống như tất cả tâm tư của hắn thật sự được thả lỏng theo lời nói của Vương Tử Quân. Sau khi châm thêm nước vào bình trà, không biết từ khi nào Đinh Xuyên Trụ đã lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, hắn đẩy nó vào trong tay Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi vẫn luôn muốn kết giao bạn bè với ngài, càng muốn mua chút lễ vật cho ngài, thế nhưng lại không biết nên mua thứ gì cho tương xứng. Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định không nghĩ thêm, để chính ngài tự mua thứ gì phù hợp. Chiếc thẻ này có mật mã là 6 số 1, Chủ tịch Vương cứ cầm lấy để sử dụng.
Thẻ rất nhỏ, rất tinh xảo, nhưng Vương Tử Quân có thể cảm ứng được độ nặng của các tờ tiền ở bên trong. Hắn khẽ cầm lấy tấm thẻ rồi đưa trả lại cho Đinh Xuyên Trụ. Giám đốc Đinh, tôi xin tiếp nhận tâm ý của anh, thế nhưng tấm thẻ này, mong giám đốc Đinh thu lại. Chủ tịch Vương, tôi luôn muốn xem ngài là bạn, ngài như vậy thì không xem tôi là bằng hữu rồi. Đinh Xuyên Trụ khẽ híp mắt, hắn tùy tiện nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Đinh Xuyên Trụ, hắn trực tiếp đứng lên nói. Giám đốc Đinh, nếu anh cứ tiếp tục kiên trì như vậy, tôi cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Khi thấy Vương Tử Quân phải đi thì Đinh Xuyên Trụ lại tiếp tục nở nụ cười tươi sáng. Chủ tịch Vương, anh nói những lời như vậy thật sự quá thương cảm. Tôi chỉ tặng cho anh một món đồ, cũng vì mối quan hệ tốt giữa anh em chúng ta, nếu đổi lại là người khác thì tôi cũng thật sự không bao giờ làm như vậy. Thế này đi, cứ đặt nó lại ở chỗ tôi, khi nào anh muốn dùng thì chỉ cần gọi điện thoại là được. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Đinh nói như vậy thì được, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai tôi còn có chút việc, chúng ta nên về nghỉ ngơi là vừa. Chủ tịch Vương, lúc nào thích hợp nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, ngày ngày nào cũng bận rộn công tác, cũng nên thả lỏng một chút. Chỗ này có âm thanh không tệ, không bằng chúng ta đi ca vài bài. Đinh Xuyên Trụ đứng lên với Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Hay là thôi đi. Vương Tử Quân lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Khi tiễn nhóm người Vương Tử Quân ra khỏi khách sạn thì trên gương mặt tràn đầy nụ cười của Đinh Xuyên Trụ chợt có một tầng băng mỏng. Hầu Báo Quốc đi theo sau lưng hắn cũng thu lại nụ cười rồi khẽ hỏi. Giám đốc Đinh, có phải tên họ Vương kia lại chẳng biết điều? Đinh Xuyên Trụ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hầu Báo Quốc rồi nói. Vương Tử Quân tuy có thái độ rất thân mật với chúng ta nhưng dù thế nào cũng tạo ra một khoảng cách nhất định. Nếu muốn thò tay vào trong tay hắn để lấy hạng mục trung tâm thương mại thì rõ ràng là không thể nào. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong mắt Hầu Báo Quốc chợt lóe lên hàn quang, hắn nói tiếp. Giám đốc Đinh, ngài đã mất rất nhiều khí lực vì công trình trung tâm thương mại này, nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì quá đáng tiếc. Đinh Xuyên Trụ đấm tay xuống mặt bàn rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân tuy không dễ đắc tội nhưng trong thành phố đông bộ này lại có rất nhiều người đang trông mong hắn rơi vào tình huống khốn khổ khốn nạn, bây giờ cậu liên lạc với Đỗ Gia Hào, nói tôi đồng ý đề nghị của anh ấy. Hầu Báo Quốc tất nhiên hiểu đồng ý lời đề nghị của Đỗ Gia Hào là gì, hắn cười cười nói. Giám đốc Đinh, sau này Vương Tử Quân sẽ hiểu, hắn từ chối ý tốt của anh chính là một sai lầm lớn nhất trong đời. Đinh Xuyên Trụ không nói gì nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lùng. Thái Thần Bân lái xe cực kỳ ổn định, ngồi bên trong xe cũng không sinh ra cảm giác sóc này. Vương Tử Quân ngồi hàng ghế sau, trong lòng thầm nghĩ về những biểu hiện của Đinh Xuyên Trụ vào ngày hôm nay, dù chỉ nói vài lời khách sáo nhưng chắc chắn Đinh Xuyên Trụ cũng hiểu rõ thái độ của hắn là gì. Sau này là địch hay là bạn còn phải xem vào lựa chọn của Đinh Xuyên Trụ. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến tình huống lúc cáo từ Đinh Xuyên Trụ, hắn khẽ nói với Lý Cẩm Hồ. Sau này anh nên đứng cách xa Đinh Xuyên Trụ ra. Lý Cẩm Hồ cười nói. Chủ tịch Vương, tôi cũng hiểu người này không thể đến gần, không thể là người nên kết giao. Gió xuân càng thêm ấm áp, mọi loại hoa bắt đầu khoe sắc, sắc xanh kéo về khắp đất trời. Trước nay thành phố đông bộ chưa từng xem nhẹ công tác thiết kế khoảng xanh, thế cho nên cả thành phố bừng bừng sức sống, cây cối đâm chồi nảy lộc rất đẹp, rất tươi mát. Vương Tử Quân dần làm quen với tất cả ban ngành, bắt đầu xử lý công tác rất thành thạo. Khi khối chính quyền thành phố mở vài cuộc họp liên tịch thì vấn đề cải tạo khu dân cư bằng hộ cũng ngày càng nóng bỏng hơn. Bí thư Tiết Diệu Tiến thật sự rất coi trọng hạng mục này, có được sự coi trọng của bí thư thật sự là động lực thúc đẩy đám quan viên thành phố đông bộ đâm đầu vào và cố gắng công tác. Nhưng sau vài cuộc họp và hội nghị, một vài người mẫn cảm chợt phát hiện ra bí thư Tiết Diệu Tiến càng ngày càng lãnh đạm với Vương Tử Quân. Trước kia mỗi khi nhắc đến vấn đề xây dựng cải tạo khu dân cư bằng hộ thì bí thư Tiết Diệu Tiến thường hay đề cập đến Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân vẫn tham gia như trước, thế nhưng lời nói của bí thư thật sự rất ít nhắc đến vị phó chủ tịch thường vụ này. Không phải giữa chủ tịch Vương và bí thư Tiết có vấn đề gì đấy chứ? Đây chính là nghi vấn lớn nhất ở trong lòng đám cán bộ xưa nay luôn thích suy đoán tâm tư của lãnh đạo. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì phó chủ tịch chủ quản khối xây dựng là Lý Khang Lộ càng thêm bận rộn. Nhiều khi luôn theo sát bên cạnh bí thư Tiết Diệu Tiến. Vì nguyên nhân như vậy mà một Lý Khang Lộ vốn đã mất đi nhiều phần lực lượng và đang cúi đầu đã được đẩy lên. Nhâm Sương Bình là chủ tịch thành phố thì càng thêm vững vàng,
lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không có sự hiện diện của mình. Chủ tịch Vương, mời anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân nghe được âm thanh của bí thư Tiết Diệu Tiến trong điện thoại, hắn đồng ý rồi cúp điện thoại. Tiết Diệu Tiến là một vị bí thư thị ủy, hắn có quyền lợi triệu tập tất cả cán bộ đến phòng làm việc của mình để bàn về công tác. Vương Tử Quân thu dọn đơn giản một chút rồi cất bước đi về phía phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Sau khi thư ký Trương Hiểu Đông đẩy cửa phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến, Vương Tử Quân phát hiện trong hòng cũng không phải chỉ có một mình bí thư Tiết, còn có bí thư ủy ban kỷ luật La Kiến Cường ngồi trên ghế salon với vẻ mặt lạnh lùng. Hiểu Đông, đóng cửa lại thật kỹ. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thì Tiết Diệu Tiến trầm giọng phân phó với Trương Hiểu Đông. Trương Hiểu Đông là thư ký của Tiết Diệu Tiến, sau khi nghe thấy Tiết Diệu Tiến phân phó như vậy thì biết có chuyện cần bàn, hắn cũng không dám chậm trễ. Sau khi rót CS Vương Tử Quân một ly trà thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Chủ tịch Vương, hôm nay Kiến Cường có báo với tôi một việc, vì nó có liên quan đến thư ký của anh, thế cho nên tôi cần trưng cầu ý kiến của anh. Trước tiên mời anh xem qua thứ này. Tiết Diệu Tiến lấy ra một phần văn kiện từ trên bàn làm việc của mình, sau đó đưa sang cho Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. La Kiến Cường là bí thư ủy ban kỷ luật, chỉ cần hắn phản ánh vấn đề thì cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Vương Tử Quân nghe giọng điệu của Tiết Diệu Tiến, hắn tiếp nhận văn kiện rồi đưa mắt nhìn mà vẻ mặt không chút biến đổi. Đây là một tờ đơn tố cáo, nội dung tố cáo thư ký Triệu Quốc Lương của Vương Tử Quân nhận 50.000 đồng từ một công ty có tên là Kim Đình. Tờ đơn không những ghi rõ đưa tiền vào thời điểm nào, thậm chí còn nói rõ danh tính của người đưa tiền. Triệu Quốc Lương là thư ký của Vương Tử Quân, cũng không khác nào là người của hắn. Nếu thư ký thu tiền thì Vương Tử Quân là phó chủ tịch dù nói rõ ràng cũng không đường nào chối cãi. Vương Tử Quân nghĩ đến công ty Kim Đình, hắn phát hiện mình và công ty này căn bản không chút liên quan và giao tế. Hắn cũng hiểu rất rõ về Triệu Quốc Lương, tuy người này có dã tâm chính trị rất mạnh, thế nhưng tính cách là thành thật và khá an phận, nếu như nói hắn dám nhận tiền như vậy thì Vương Tử Quân cũng không tin. Lúc này có người chọc ra sự kiện như vậy, chỉ sợ cũng không phải là vì Triệu Quốc Lương. Có ràng có ý đồ xấu. Người ta nắm chặt sự việc này để lên tiếng, rõ ràng có ý với một vị phó chủ tịch thường vụ như mình. Mỗi lần gặp phải chuyện gì lớn thì đều phải tĩnh tâm, đây chính là yêu cầu của Vương Tử Quân với mình. Hắn hít vào một hơi thật sâu, khẽ áp chế những sao động trong lòng, lúc này trầm giọng nói. Bí thư Tiết, bí thư La, chuyện này điều tra thế nào rồi? Đã điều tra chỗ ở của Triệu Quốc Lương, đã tìm được 50 ngàn. Gương mặt La Kiến Cường trầm trọng như một tờ giấy, căn bản không chút cảm tình. Nói như vậy Quốc Lương rất có thể là hiểm nghi, vậy thì mời tổ chức điều tra cho rõ ràng. Vương Tử Quân rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi nói tiếp. Nhưng này bí thư Tiết, tôi còn có một lời muốn nói. Chủ tịch Vương cứ nói. Tiết Diệu Tiến vừa châm một điếu thuốc, hắn vừa hít vào một hơi vừa nhìn về phía Vương Tử Quân đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa. Tôi thật sự hiểu rất rõ phẩm hạnh của đồng chí Triệu Quốc Lương, tôi cũng hy vọng bí thư La điều tra sự việc thì nhất định đứng trên lập trường công bình công chính, không để cho bất kỳ tình huống duy ý chí nào xảy ra. Vương Tử Quân đặt điếu thuốc lên gạt tàn bằng thủy tinh, sau đó dùng từng câu từng chữ nói với La Kiến Cường. La Kiến Cường dựng mày lên, vẻ mặt chợt biến đổi. Vương Tử Quân nói như vậy là có ý gì? Hoài nghi ủy ban kỷ luật của bọn họ xử lý sự việc không đúng sao? Nhưng khi hắn định mở miệng thì bí thư Tiết Diệu Tiến đã nói. Chủ tịch Tử Quân cứ yên tâm, tôi đảm bảo ủy ban kỷ luật sẽ xử lý công bằng công chính, tuyệt đối không làm oan người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào tham ô hủ bại. Vậy thì quá tốt. Vương Tử Quân đứng lên ghế salon nói. Bí thư Tiết, bí thư La, nếu không có gì thì tôi đi trước, chuyện này mong bí thư La cứ điều tra cho thật chặt, dù liên quan đến ai thì tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Vương Tử Quân bình tĩnh đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến giống hệt như lúc đi đến. La Kiến Cường nhìn Vương Tử Quân ngẩng đầu đi ra ngoài phòng, trong lòng sinh ra cảm giác bị đè nén. Lần này hắn nắm chứng cứ trong tay vốn là muốn cho Vương Tử Quân đẹp mặt, ai ngờ Vương Tử Quân không những không có vấn đề, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh. Để đến lúc điều tra xong, xem anh còn kiêu ngạo được nữa không? La Kiến Cường thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, hắn đứng lên nói với bí thư Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết, nhìn vào thái độ của Chủ tịch Vương giống như có ý kiến với Ủy ban Kỷ luật chúng tôi. Anh La, anh cũng không phải một câu thanh niên công tác ở Ủy ban Kỷ luật, nên làm gì thì cứ làm, còn những chuyện khác anh không cần quan tâm.
Chủ tịch Tử Quân là một đồng chí vĩ đại, tôi tin anh ấy sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công tác. Vâng, Bí thư Thiết cứ yên tâm, Ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định sẽ điều tra cực kỳ chuyên chú, sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa mãn. Nhưng này Bí thư Thiết, dù sao đó cũng là kinh tế của Chủ tịch Vương, nếu sự việc có gì liên quan đến Chủ tịch Vương, anh xem. La Kiến Cường cũng không nói cho hết lời nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng. Tiết Diệu Tiến nhìn ánh mắt lạnh lẽo của La Kiến Cường, hắn thầm hiểu ra vấn đề, nhưng hắn cũng không nói gì ngay sau đó. Sau khi lạnh lùng nhìn La Kiến Cường một lúc, hắn mới nói ra bốn chữ. Xử lý theo nếp. Khi đi đến khu văn phòng khối chính quyền thành phố thì Vương Tử Quân thấy có vài người cùng đi ra với Triệu Quốc Lương, đám người kia có gương mặt lạnh như băng giống như có người thiếu nợ không trả tiền vậy. Hai bên trái phải của Triệu Quốc Lương được hai tên thanh niên cường tráng kẹp chặt, bộ dạng giống như sợ Triệu Quốc Lương chạy trốn mất. Chủ tịch Vương, tôi thật sự không nhận tiền. Triệu Quốc Lương thật sự rất phẫn nộ, hắn nhìn thấy Vương Tử Quân thì trong mắt lóe lên hào quang hy vọng. Vương Tử Quân nhìn tên thư ký đã đi theo mình từ cơ quan tỉnh đoàn, hắn đi đến bên cạnh Triệu Quốc Lương rồi nói. Quốc Lương, tôi tin tưởng cậu, chuyện này có người tố cáo, Ủy ban kỷ luật thị ủy phải điều tra theo thông lệ. Cậu nhớ kỹ một câu, không làm việc gì sai trái sẽ không sợ quỷ gõ cửa nửa đêm, chúng ta đường đường chính chính cũng không sợ điều tra. Triệu Quốc Lương nghe được lời của Vương Tử Quân thì hai mắt có hơi ẩm ướt, hắn nhìn vị chủ tịch có độ tuổi tương đồng với mình, vẻ mặt sợ hãi đã nhanh chóng chấn định lại. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi sẽ chống lại khảo sát. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn khẽ vỗ vỗ lên vai Triệu Quốc Lương, sau đó cất bước đi xuống lầu. Chương 463, cẩn thận kẻo gậy ông đập lưng ông. Thư ký Triệu Quốc Lương của Chủ tịch Vương bị Ủy ban kỷ luật thị ủy đưa đi hỗ trợ điều tra, tin tức này giống như mọc cánh, chỉ sau chốc lát đã truyền đi khắp hai văn phòng đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ. Triệu Quốc Lương thật sự là hạng người can đảm, trước kia tôi thấy anh ta là người thành thật, cũng không ngờ dám làm ra những chuyện như vậy. Con người không nên nhìn ở vẻ bề ngoài, anh không nghe qua những lời như vậy sao? Hơn nữa còn là thư ký của lãnh đạo, không chiếm chút tiện nghi mới là không bình thường. Hi hi, anh cảm thấy 50 ngàn là nhiều sao, đây chỉ là cái giá của thư ký, nếu là chủ nhà thì thật sự còn nhiều hơn. Những lời nghị luận như vậy ngập tràn văn phòng khối chính quyền và thị ủy, thậm chí là các đơn vị ban ngành và chính quyền quận huyện. Càng không có ít người mỗi lần đi đến khu văn phòng khối chính quyền cũng phải nhìn lên một gian phòng nào đó ở bên trên, dù bọn họ nhìn không tới nhưng vẫn rất thích nhìn lên. Vị phó chủ tịch thường vụ mà mọi người tưởng rằng bây giờ đang rất nôn nóng và khó chịu lại không phải như vậy, hắn đang lẳng lặng uống trà, nhưng người châm trà đã đổi từ Triệu Quốc Lương sang Lý Cẩm Hồ. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy Triệu Quốc Lương không phải là người như thế. Lý Cẩm Hồ nhìn vẻ mặt bất động như núi của Vương Tử Quân, sau đó không nhịn được nói. Vương Tử Quân hớp một miếng nước rồi chậm rãi nói. Có một số việc cần chứng cứ, nhưng lúc này chỉ có hai người chúng ta. Tôi cũng nói rõ với anh, cảm giác của anh và tôi là giống nhau. Lý Cẩm Hồ có quan hệ không tệ với Triệu Quốc Lương, vì tiếp xúc nhiều trong lúc công tác, thế cho nên ngoài năng lực công tác thì Lý Cẩm Hồ còn tán thưởng Triệu Quốc Lương về phương diện lễ độ và ẩn giấu. Hắn không tin một người như Triệu Quốc Lương lại có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Điều này làm cho hắn sinh ra nghi ngờ, đồng thời càng hy vọng có thể góp lực cho Triệu Quốc Lương. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy Triệu Quốc Lương căn bản sẽ không nhận tiền của công ty Kim Đình, nhất định là có người giở trò. Lý Cẩm Hồ trầm ngâm một lúc rồi nói ra suy đoán của mình. À, có lẽ là như vậy. Vương Tử Quân càng thêm bình tĩnh. Cẩm Hồ, xem ra những ngày qua tôi đã quá ôn hòa, đến nỗi bọn họ muốn chơi trò chó cùng rứt dậu, muốn đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió. Cũng được, tốt thôi, nếu bọn họ đã muốn chơi lớn, như vậy chúng ta cũng không nên chối từ. Lý Cẩm Hồ nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, cảm giác khủng hoảng vì Triệu Quốc Lương bị đưa đi đã tan biến. Nếu nói về tuổi tác thì Lý Cẩm Hồ lớn hơn Vương Tử Quân, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng đầy tự tin của vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi trước mặt, Lý Cẩm Hồ lại cảm thấy cực kỳ an tâm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Nham Phú đẩy cửa đi vào, Lý Cẩm Hồ thấy Lưu Nham Phú đi vào thì nhanh chóng đứng lên khỏi ghế salon. Chủ tịch Lưu đến đấy à, mời ngồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngung trọng của Lưu Nham Phú thì cười ha hả đứng lên nói. Lưu Nham Phú và Vương Tử Quân có sự tương đồng trên ánh mắt nhìn sự việc thế nên hai bên trước nay luôn có quan hệ rất chặt chẽ. Lúc này hắn nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân,
thế là cảm giác ngưng trọng cũng giảm đi vài phần. Chủ tịch Tử Quân, lúc này anh còn cười được thì tôi thật sự vui mừng, thân thẳng không sợ bóng nghiêng, tôi cũng không tin đám người kia có thể làm gì được anh. Lưu Nham Phú nói không nhỏ, hơn nữa khi đẩy cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân thì cũng không đóng lại, chỉ cần có người đi qua sẽ nghe rõ giọng nói của hắn. Lúc này Lưu Nham Phú có thể nói như vậy, rõ ràng đang tỏ vẻ với mọi người, đó chính là mình và Vương Tử Quân sẽ đứng cùng một khối. Những năm nay dệt hoa trên gấm thì dễ và nhiều, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn thì rất ít, Vương Tử Quân tuy có sẵn kế hoạch nhưng bây giờ đối mặt với lời nói giúp đỡ của Lưu Nham Phú thì trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Cảm ơn Chủ tịch Lưu đã quan tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Tử Quân cầm lấy bình trà rót nước cho Lưu Nham Phú, sau đó khẽ cười nói. Chủ tịch Tử Quân, tôi biết rõ đây là chuyện nhỏ, cũng biết bọn họ làm như vậy cũng không có kết quả gì, thế nhưng lại thông qua sự việc lần này để làm cho thanh danh của ngài bị ảnh hưởng. Lưu Nham Phú gần đây dù rất tùy tiện trước mặt Vương Tử Quân, nhưng bây giờ thấy Vương Tử Quân châm trà cho mình thì cũng không tự chủ được phải đứng lên. Thật lòng thì hắn giống như cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không nên làm chuyện này. Vương Tử Quân cười cười, cũng không nói gì, Lưu Nham Phú có thể nghĩ ra, tất nhiên hắn cũng có thể nghĩ ra được. Chủ tịch Vương, âm thanh của Thái Thần Bân vang lên trong điện thoại, sau khi lên tiếng chào hỏi thì hắn nói ngay. Chủ tịch Vương, công ty Kinh Đỉnh không phải ở thành phố Đông Bộ, là xí nghiệp đăng ký ở thành phố Tam Hồ. Thành phố Tam Hồ, Vương Tử Quân cũng không quá quen thuộc thành phố Tam Hồ, bây giờ đối phương sử dụng một công ty như vậy, rõ ràng hắn khó thể biết được là ai đang giở trò. Vương Tử Quân không tiếp tục lên tiếng mà chỉ lắng nghe, Thái Thần Bân báo cáo không ít. Nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao công ty Kim Đỉnh lại vụ oan cho Triệu Quốc Lương. Thần Bân, cậu quay về đi, chuyện này cũng không cần điều tra nữa. Vương Tử Quân khẽ gõ lên mặt bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Chủ tịch Vương, anh cho tôi thêm chút thời gian, cho dù đào 3 mét đất thì tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đứng sau lưng vụ này. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân nói mình dừng điều tra thì Thái Thần Bân tỏ ra rất sốt ruột. Không cần. Thật ra dù có biết hay không cũng giống nhau. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống kết thúc trò chuyện. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay sau khi Vương Tử Quân cúp máy. Lúc này hắn cũng không nhìn dãy số mà trực tiếp cúp máy. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe máy rồi trầm giọng nói ngay. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Tiểu Lý của Văn phòng Thị ủy. Vừa rồi thư ký trưởng đã chỉ thị thông báo với các vị lãnh đạo. Lát nữa sẽ mở hội nghị thường ủy nghiên cứu phương án xây dựng trung tâm thương mại. Một âm thanh trẻ tuổi từ đầu dây bên kia vang lên. Được, tôi sẽ đến tham gia đúng giờ. Vương Tử Quân hỏi thời gian họp rồi trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Lưu Nham Phú và Lý Cẩm Hồ nãy giờ luôn chú ý Vương Tử Quân gọi điện thoại, bây giờ Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Lưu Nham Phú trầm giọng nói. Chủ tịch Tử Quân, mở hội nghị thường ủy nghiên cứu phương án xây dựng trung tâm thương mại vào thời điểm này. Hừ, xem ra bọn họ thật sự rất thận trọng, đã sớm có kế hoạch rồi. Vương Tử Quân nở nụ cười lạnh lùng. Thận trọng sao, có thể là gậy ông đập lưng ông không? Bọn họ cũng quá ngây thơ rồi. Lưu Nham Phú và Lý Cẩm Hồ nói thêm vài lời với Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng. Vương Tử Quân ngồi xuống bàn làm việc, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ điện thoại tinh xảo, sau đó gọi điện thoại cho người đầu tiên là Trương Lộ Giai. Điều ra về tập đoàn Trấn Nguyên như thế nào rồi? Vương Tử Quân nói vài câu với Trương Lộ Giai rồi khẽ hỏi. Đã điều tra rõ ràng, anh muốn sử dụng sao? Trương Lộ Giai lên tiếng rất dịu dàng. Nếu nói thật lòng thì nàng rất quý trọng mối quan hệ với Vương Tử Quân. Người đàn ông này là kẻ mà nàng yêu mến. Nàng càng muốn làm tốt những gì mà Vương Tử Quân đã giao, càng muốn làm một trợ thủ thật tốt cho hắn. Có tốt không? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ hỏi. Em thấy nó là không tồi. Em đã thông qua một bộ hạ cũ của ông nội để điều tra ra được, thật sự rất tốt. Trương Lộ Giai nói, lại khẽ lên tiếng. Tử Quân, em nghe nói có người đang ở trên tỉnh nói xấu về anh nên lưu tâm một chút. À, em yên tâm, anh luôn nắm chắc những chuyện thế này. Vương Tử Quân khẽ cười, sau đó khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Trương Lộ Giai và cảm thấy bình tĩnh hơn, hắn trầm ngâm một lát rồi cầm lấy điện thoại. Nhưng lúc này đối tượng mà hắn gọi điện thoại đến lại là Tần Hồng Cầm. Chủ tịch Vương, mỗi lần tổ chức hội nghị thường ủy thì anh chưa từng đến muộn, lần này lại đến rất không kịp thời. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp thì Bí thư ủy Ban Tư pháp Hạ Nham Châu dùng giọng không chút khách khí lên tiếng.
Vương Tử Quân nhìn đám người ngồi ngay ngắn trong phòng họp, hắn phát hiện lần này mình thật sự đến muộn. Điều này cũng chỉ trách hắn, ngày trước có Triệu Quốc Lương nhắc nhở, hôm nay hắn chuẩn bị xong thì kết quả là chậm mất một phút. Bí thư Tiết, xấu hổ quá, tôi có chút chuyện nên đến muộn. Vương Tử Quân nhìn bí thư Tiết Diệu Tiến rồi dùng giọng thành khẩn nói. Tiết Diệu Tiến gật đầu nói. Chủ tịch Tử Quân cũng không tính là đến muộn, về sau chỉ cần chú ý một chút là được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị ngồi xuống vị trí của mình, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe Hạ Nham Châu nói. Chủ tịch Vương đến muộn cũng khó tránh được, anh ấy cũng là người chủ quản công tác xây dựng trung tâm thương mại, sao không bận rộn cho được. Hạ Nham Châu nói ra những lời này đầy ý mỉa mai, hơn nữa đối phương nói ra những lời này, càng có ý nghĩa rằng Vương Tử Quân đã vươn tay quá dài. Từ khi Vương Tử Quân đi vào cửa thì La Kiến Cường đã đưa mắt đến nhìn vào chằm chằm. Bây giờ Hạ Nham Châu lên tiếng mỉa mai Vương Tử Quân thì hắn càng cảm thấy rất sướng. Thầm nghĩ Hạ Nham Châu thật sự là biết đánh rắn dập đầu, rõ ràng là người tấn công Vương Tử Quân đầu tiên. Khi La Kiến Cường chuẩn bị xem Vương Tử Quân túng quẫn thế nào thì cũng không ngờ Vương Tử Quân vừa ngồi xuống vị trí của mình đã vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn. Tiếng vỗ tay kia quá đột ngột, thế cho nên vang lên trong hội nghị thường ủy cực kỳ chói tai. Đám nhân viên làm công tác ghi chép và các vị thường ủy đều phải ngẩng đầu, ai cũng nhìn lên người Vương Tử Quân, sau đó lại chuyển sang người Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết là một người đứng đầu ban ngành thường ủy, quyền vỗ bàn trong hội nghị thường ủy xưa nay luôn là của hắn, bây giờ Vương Tử Quân lại là người đầu tiên vỗ bàn trong địa bàn của Bí thư Tiết. Bí thư Tiết, có một số việc tôi luôn xem xét trên phương diện chú trọng đại sự, dù là lớn nhỏ thế nào cũng chú trọng công tác đoàn kết tư tưởng. Thế nhưng có một vài đồng chí không ý thức được sai lầm của mình, tồn tại chủ quay duy ý chí, vì vậy mà tôi không thể không nói vài lời. Vương Tử Quân đột nhiên đứng lên khỏi vị trí của mình, hắn lớn tiếng nói với Bí thư Tiết, lúc này gương mặt Bí thư đã phát lạnh. Tiết Diệu Tiến thật sự có chút bất mãn với Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân đã nói như vậy, hắn cũng không thể ngăn cản Vương Tử Quân mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Anh nói đi. Bí thư Tiết. Các vị thường ủy, bí thư Hạ nói tôi thò tay quái dài, đây thật sự là có nguyên nhân. Trước đó tôi đã cho phòng giám sát đốc thúc cục công an xử lý một vụ án đồn công an có câu kết với xã hội đen, có lẽ có vài người bị ảnh hưởng đến lợi ích, càng không nể mặt một số người. Anh nói có vài người là ai? Anh cứ nói thẳng ra, đừng nói những lời như vậy để ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Hạ Nham Châu cũng đứng thẳng người lên, hắn dùng hai con người bốc hỏa nhìn Vương Tử Quân. Những người đó là ai sao? Những người này là ai thì tự biết, chẳng lẽ tôi còn phải nói đích danh ra sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Nham Châu, sau đó lên tiếng với Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết, tôi hy vọng ngài có thể để cho tôi nói xong vài lời trên hội nghị thường ủy. Tiết Diệu Tiến nhìn hai người Vương Tử Quân và Hạ Nham Châu cãi vã nhau trên hội nghị, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác bực bội không hiểu nguyên nhân. Trước đó hắn nắm công tác của thành phố Đông Bộ thì hầu như đều là hòa hợp êm ấm, thật sự chưa từng xảy ra tình huống như hôm nay, chưa từng đối chọi gay gắt như vậy. Không ngờ đến ngày hôm nay thì Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố và Bí thư Ủy ban Tư pháp lại bắt đầu công kích nhau, như hai con trâu lao vào nhau trong hội nghị thường ủy. Anh nói tiếp đi. Tiết Diệu Tiến cố gắng áp chế những kích động trong lòng, sau đó trầm giọng nói. Vâng, Bí thư Tiết. Vụ án tôi vừa nói là không lớn nhưng làm cho người ta rất lo lắng. Trong vụ án này cảnh sát nhân dân không những làm ô dù cho xã hội đen, mà xã hội đen còn dùng đủ mọi thủ đoạn phi pháp để cưỡng chế học sinh nhỏ tuổi nghe theo lời bọn họ chỉ huy, sau đó ép chúng làm những hoạt động phi pháp. Điều này không những tạo ra ảnh hưởng lớn đến trật tự trị an xã hội, càng làm cho thế hệ học sinh làm chủ đất nước trong tương lai mất đi phương hướng, đi vào con đường tối tăm. Những hành vi để lại tiếng xấu muôn đời như vậy thật sự quá xấu hổ. Chẳng lẽ lực lượng cảnh sát nhân dân là thần hộ mệnh cho cuộc sống bình an của dân chúng không biết tự hỏi lòng mình, không cảm thấy khó chịu với lương tâm của mình sao? Tôi không biết những người cho rằng tôi thò tay quá dài này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng có một vấn đề tôi được biết, đó là chuyện này không nên nuông chiều và nhân nhượng, không để cho nó tiếp tục tùy ý phát triển, thế là tôi cho phòng giám sát đốc thúc vụ này. Vương Tử Quân nói, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Trong lúc xử lý vụ này thì tôi đã xem qua tư liệu về vấn đề trật tự trị an trong xã hội của thành phố chúng ta những năm qua. Tôi phát hiện những năm qua vấn đề trật tự trị an xã hội của thành phố có những tai họa ngầm rất lớn, không những là nơi phát sinh nhiều vụ hung án,
tỷ lệ phát sinh hung án còn cao hơn các thành phố anh em chung quanh, tỷ lệ tội phạm cũng tăng mạnh hơn các thành phố khác, đám phần tử tội phạm thì có dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ, càng xuất hiện nhiều tổ chức xã hội đen. Vương Tử Quân nói thật sự giống như bão táp mưa sa, tất cả vỗ thật mạnh lên người Hạ Nham Châu. Lúc này vẻ mặt hắn tái nhợt, tuy không thừa nhận những gì Vương Tử Quân nói là thật nhưng tất cả đã quá rõ ràng, cho dù hắn muốn chối bỏ thì cũng phải có căn cứ chính xác mới được. Một đơn vị công tác không tốt thì chủ yếu phải nhìn vào trách nhiệm của lãnh đạo đứng đầu, tôi cảm thấy sở dĩ tình huống trật tự trị an của thành phố Đông Bộ chúng ta xuất hiện vấn đề cũng là vì lực lượng công an không có bất kỳ lãnh đạo nào tốt và đủ điều kiện để đứng đầu. Thế cho nên tôi tham gia hội nghị thường ủy hôm nay, tôi lấy thân phận của một thường ủy, đề nghị thành phố Đông Bộ thay đổi cục trưởng cục công an. Nếu như nói những lời vừa rồi của Vương Tử Quân như bão táp mưa sa, lúc này những lời ra khỏi miệng lại phá trời rạch đất. Tất cả đám người thường ủy thị ủy, dù là cả Tiết Diệu Tiến cũng thật sự rung động, có biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Đề nghị thay đổi cục trưởng cục công an, như vậy nói trắng ra chính là Vương Tử Quân muốn miễn chức cục trưởng cục công an của Hạ Nham Châu. Trong cục công an không có một ai có năng lực đứng đầu, đây là có ý gì? Rõ ràng là chối bỏ năng lực của bí thư ủy ban tư pháp Hạ Nham Châu. Hạ Nham Châu cũng không ngờ mình khiêu khích Vương Tử Quân lại cho ra một kết quả như vậy. Lúc này một thường ủy lên tiếng bãi nhiệm phân công công tác của một thường ủy khác, tình huống này không phải chưa từng xuất hiện, nhưng trước kia phần lớn là chủ tịch hoặc bí thư nói ra mà thôi. Bây giờ Vương Tử Quân ra bài không theo quy tắc thông thường, nói ra vấn đề này, hơn nữa lại ở trên hội nghị thường ủy. Chủ tịch Vương, tôi là cục trưởng cục công an, anh nói như vậy có phải là tôi công tác không xứng đáng chức vụ? Gương mặt Hạ Nham Châu cực kỳ căng thẳng, hắn trầm ngâm một lát rồi lạnh giọng chất vấn Vương Tử Quân. Đúng vậy, tôi nói anh không xứng đáng với chức vụ, không hợp cách. Tôi nói như vậy có chút không đúng, vì tôi không có quyền bình phán gì với anh, thế nhưng thưa cục trưởng Hạ, anh cảm thấy những số liệu này có lực phán xét không? Vương Tử Quân nói rồi lấy từ trong cặp ra một phần văn kiện ném mạnh xuống mặt bàn. Hạ Nham Châu nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, nhưng hắn thật sự không thể nào tiến lên một bước. Lúc này hố lửa đã mở rộng, Hạ Nham Châu thật sự hối hận. Sớm biết có kết quả như vậy thì hắn dù thế nào cũng sẽ không chọn phương án đả kích Vương Tử Quân. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, lúc này cũng không còn là mất nắm gạo nữa, bây giờ Vương Tử Quân đang đề nghị hội nghị thường ủy thay đổi vị trí cục trưởng cục công an. Nếu Hạ Nham Châu không còn là cục trưởng cục công an, như vậy hắn còn thể diện gì để tiếp tục công tác ở thành phố Đông Bộ? Hắn nào có thể tiếp tục chủ trì công tác của ba nhà tư pháp? Tuy có nhiều bí thư ủy ban tư pháp không kiêm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an, thế nhưng một vị bí thư ủy ban tư pháp lại bị rút khỏi chức vụ cục trưởng cục công an, chỉ sợ cũng chẳng còn mấy uy tín. Nhưng số liệu mà Vương Tử Quân ném lên mặt bàn lại làm cho Hạ Nham Châu có trăm miệng nhưng khó thể mở lời. Bây giờ đối diện với những con số biểu hiện sự hỗn loạn của trật tự trị an thành phố Đông Bộ, Hạ Nham Châu cảm thấy dù mình có giải thích thế nào cũng không xong, không có sức thuyết phục. Hơn nữa trước đó Vương Tử Quân đốc thúc vụ án kia, hiểu rõ vụ đó là phần tử tội phạm cấu kết với người của lực lượng công an, điều này càng làm hắn không thể nói gì hơn. Hội nghị thường ủy vẫn chết lặng, sau đó không ai mở miệng, tất cả đều chờ đợi, chờ Tiết Diệu Tiến tỏ thái độ. Lúc này có nhiều người chợt cảm thấy phát lạnh, bọn họ hiểu rõ vì sao Hạ Nham Châu gây khó dễ cho Vương Tử Quân, lúc này đối với tình huống Vương Tử Quân làm khó Hạ Nham Châu thì lại sinh ra cảm giác khác. Bây giờ Hạ Nham Châu thật sự khó thể nào giải quyết được. Tiết Diệu Tiến cầm số liệu lên xem xét, gương mặt trầm xuống, hắn cảm thấy kinh tế thành phố Đông Bộ phát triển nhanh chóng dưới sự lãnh đạo của mình, nhưng hắn lại không ngờ tình hình trật tự trị an lại rơi vào tình huống rối loạn như vậy. Nhâm Sương Bình đưa mắt nhìn rõ ràng tất cả những gì đang xảy ra, tuy tất cả đều làm hắn cảm thấy bất ngờ, thế nhưng hắn nhanh chóng tìm ra đúng vị trí cho mình, đó là tuân theo nguyên tắc của mình, không chủ động mở miệng, không đắc tội với một ai. Nhưng lú này trong lòng Nhâm Sương Bình thật sự bội phục Vương Tử Quân, người trợ thủ trẻ tuổi của mình đứng ở phía sau cho Hạ Nham Châu một tát đau điếng, quý ở chỗ đúng lúc Hạ Nham Châu đang cảm thấy mình chiếm được chút tiện nghi với Vương Tử Quân. Tin chắc một đòn này của Vương Tử Quân đủ cho Hạ Nham Châu phải đau đớn vài năm. Có rất nhiều người có tính toán như Nhâm Sương Bình, đối với bọn họ thì sự việc liên quan đến Vương Tử Quân và Hạ Nham Châu thật sự không nên dây vào. Thái độ tốt nhất là không nên tỏ thái độ gì. Dù sao thì những chuyện đắc tội với người nên làm ít hơn một chút, nhưng ánh mắt đám thường ủy nhìn về phía Vương Tử Quân bắt đầu có chút lấp lánh. Chủ tịch Vương, chúng ta sẽ nghiên cứu thật kỹ lời đề nghị của anh,
nhưng chúng ta cũng không nên đi chệch hướng của hội nghị thường ủy hôm nay, ngày hôm nay chúng ta bàn về phương án xây dựng trung tâm thương mại. Tiết Diệu Tiến trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Hạ Nham Châu cũng luôn chờ Tiết Diệu Tiến lên tiếng, nhưng lời nói của bí thư Tiết lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn là một tâm phúc của bí thư Tiết Diệu Tiến, hắn vốn tưởng rằng bí thư Tiết dù thế nào cũng nói trên lập trường của mình, cũng phải lên tiếng ủng hộ mình. Không ngờ anh Tiết căn bản không có chút bất công nào. Hơn nữa lời nói của bí thư Tiết vừa rồi cũng đã bày tỏ thái độ của mình, điều này càng làm cho Hạ Nham Châu ớn lạnh trong lòng. Chẳng lẽ bí thư Tiết vì muốn bình hòa với Vương Tử Quân sẽ không tiếc hy sinh chính mình? Hạ Nham Châu nghĩ đến hậu quả đáng sợ này mà vẻ mặt càng thêm đen nhẻm. Bí thư Tiết nói rất đúng, thay thế một vị trí cục trưởng cục công an cũng không phải là chuyện nhỏ, hôm nay tôi cảm thấy nên khảo sát cho tốt rồi nói sau. Vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba của thị ủy Đông Bộ chính là phó bí thư nắm công tác tổ chức Phạm Bằng Phi, bí thư Phạm trầm giọng lên tiếng. Lời nói của Phạm Bằng Phi chẳng khác nào đã giúp bí thư Tiết khẳng định chuyện lần này, nhưng điều này lại làm cho Tiết Diệu Tiến mất vui. Trước kia hắn là người nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ phải nhờ Phạm Bằng Phi lên tiếng mới xem như chứng thực chỉ thị. Một tình thế xấu đang hiện ra, hắn là một người đứng đầu thường ủy, thế nhưng lực khống chế thường ủy bắt đầu tụt dốc. Tiết Diệu Tiến nghĩ đến phương diện này mà không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân ở phía bên kia, vị phó chủ tịch thường vụ vừa rồi còn bày ra bộ dạng nổi giận điên cuồng. Bây giờ lại ngồi xuống vị trí của mình, giống như bắt đầu hội nghị. Chương 464, hoặc là đi đầu thì đi, hoặc là cúi mình trong tay tôi. Tiết Diệu Tiến hắng giọng một cái, bắt đầu chủ trì công tác tìm phương án xây dựng trung tâm thương mại. Kẻ nào cũng nghĩ rằng hội nghị thường ủy hôm nay vốn sẽ là một tràng tranh chấp nhưng tất cả lại hạ màn cực kỳ bình tĩnh. Hội nghị thường ủy quyết định sẽ thông qua phương thức cạnh tranh đấu thầu công bằng, để xác định công ty nào sẽ nắm được hạng mục xây dựng trung tâm thương mại. Bành Quang Binh đi ra khỏi phòng họp, Vương Tử Quân đi theo phía sau, khi lướt qua người Bành Quang Binh thì vừa đúng lúc nhìn thấy La Kiến Cường quay đầu nhìn lại, hai ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, bọn họ đều cười cười. La Kiến Cường không nói gì, Vương Tử Quân cũng không nói gì, nhưng nụ cười của hai người là hiểu ý nhau, đều tự hiểu vấn đề. Sau khi rời khỏi hội nghị thường ủy thì La Kiến Cường cũng không về khách sạn, hắn đi đến một khách sạn ở vùng ngoại thành. Lúc này trong đám nhân viên chờ sẵn trong khách sạn đã nhiệt tình đưa hắn lên lầu 3. Một lãnh đạo không phù hợp sẽ không có lính tốt. La Kiến Cường nghĩ đến câu nói của Tiết Diệu Tiến, hắn chợt cảm thấy biết đâu Hạ Nham Châu thật sự không phù hợp với vị trí cục trưởng cục công an. Chủ nhiệm Vạn, có manh mối gì không? La Kiến Cường uống một ngụm trà rồi lạnh lùng hỏi. Vị chủ nhiệm Vạn kia có một cái đầu hói nhưng thật ra độ tuổi chưa đến 40, hắn rất hy vọng được tiến thêm một bước. Tất nhiên sẽ cố gắng lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo trong đơn vị của mình. Nhưng lần này hắn thật sự thất vọng, cảm thấy mình giống như không làm được việc. Bí thư La, người kia thật sự giống như tảng đá lót nhà cầu, vừa thối vừa cứng, nếu muốn cậy miệng hắn ra, sợ rằng phải có chút công phu. Chủ nhiệm Vạn trầm ngâm một lát rồi dùng giọng do dự nói. À, đẩy mạnh công tác, cố gắng phá án. La Kiến Cường khẽ vỗ lên vai của chủ nhiệm Vạn, trong lời nói tràn đầy cổ vũ. Vâng, tôi sẽ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của bí thư La. Chủ nhiệm Vạn cũng lăn lộn công tác không ít năm, khá quen thuộc với việc suy đoán những lời nói với ý nghĩa hàm hồ của lãnh đạo. Dù La Kiến Cường nói một câu căn bản không nghĩ quá nhiều, nhưng nghiệm ra một câu của lãnh đạo có hai nghĩa được hay không, điều này phải nhìn vào lực lĩnh ngộ của anh. Nếu lần này có thể xử lý tốt, như vậy địa vị của chủ nhiệm Vạn ở Ủy ban kỷ luật sẽ được đề cao. Hắn nghĩ đến những chỗ tốt mà mình sẽ nhận được. Thế là không khỏi cảm thấy phấn chấn tinh thần. Sau khi tiễn chân bí thư La ra tận cửa, hắn nhanh chóng đưa theo hai tâm phúc đi đến phòng giam Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương lúc này không còn chút kinh hoàng như ban đầu bị bắt, hắn bình tĩnh ngồi trong phòng, nói chuyện câu được câu không với nhân viên công tác, thật sự rất nhàn nhã. Trưởng khoa Triệu thật sự rất nhàn nhã, nhưng sợ rằng thời gian nhàn nhã như vậy về sau có còn hay không thì phải xem vào biểu hiện của chính mình. Trưởng khoa Triệu cũng hiểu chính sách của chúng tôi cũng không cần phải nói lại cho anh biết. Anh có thể ngồi đến vị trí hiện tại thì cũng là người thông minh, cũng cảnh giác cao độ, bây giờ bày ra tâm tư chính đáng thì chắc chắn tương lai sẽ là vô hạn, cũng không đáng vì người khác mà làm ảnh hưởng tương lai của mình. Chủ nhiệm Vạn vừa đi vào phòng vừa cười tủm tỉm với Triệu Quốc Lương, bộ dạng cực kỳ thành thật, cũng giống như rất đau đớn. Triệu Quốc Lương trước kia chưa từng gặp vị chủ nhiệm Vạn này, tất nhiên sẽ không cho rằng đối phương là bạn tri kỷ của mình.
khác biệt là chủ nhiệm Vạn càng làm hắn sinh ra lòng cảnh giác. Đối phương lúc này nói ra những lời có nhiều ý nghĩa, cái quái gì mà gánh vác dùng cho người khác. Rốt cuộc bên trong có bao nhiêu vấn đề. Triệu Quốc Lương liên tục suy xét vài vấn đề, sau đó hắn chợt hiểu ra, thế là cười cười nhìn thoáng qua chủ nhiệm Vạn, chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn. Cảm ơn chủ nhiệm Vạn đã quan tâm, chuyện này tôi thật sự là bị oan, bản thân tôi đến bây giờ chưa từng có liên hệ với công ty Kim Đỉnh kia, vì sao lại thu tiền của bọn họ một cách khó hiểu như vậy. Chủ nhiệm Vạn cười ha hả với lời giải thích của Triệu Quốc Lương, sau đó nói. Như vậy là được, trưởng khoa Triệu, tôi gọi câu một tiếng cậu Triệu, hôm nay anh nói một lời thật lòng với cậu nhé, đó là tất cả mọi việc đều có nhân quả. Bản thân cậu chưa từng tiếp xúc qua, cũng không có nghĩa là người khác cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cậu nghĩ lại mà xem, cậu suy nghĩ cho kỹ vào, người cùng làm việc với cậu đã từng tiếp xúc với công ty Kim Đỉnh không? Không, tuyệt đối không, nếu các vị không đưa tôi đến đây, tôi căn bản không biết Kim Đỉnh là công ty gì, cũng không biết vì sao trong nhà tôi lại có 50 ngàn của bọn họ. Triệu Quốc Lương trực tiếp khoát tay trầm giọng nói. Cậu Triệu quả là người thông minh, có lẽ cậu cũng từng nghe qua câu nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt chứ. Trước mắt cậu cảm thấy không có chứng cứ, cậu sống chết không thừa nhận, nhưng cậu cũng đừng hy vọng quá nhiều vào người khác, những chuyện thế này cậu phải tự mình cứu lấy mình. Người ta lúc này trốn còn chưa kịp, lấy gì mà chủ động chạy đến cứu cậu. Cậu cũng đừng quá hy vọng xa vời. Chủ nhiệm Vạn dù không nói rõ người kia là ai, thế nhưng Triệu Quốc Lương lại hiểu rất rõ. Triệu Quốc Lương càng hiểu rõ thì càng thêm bình tĩnh, hắn dùng giọng ung dung tự tại nói. Chủ nhiệm Vạn, con người của tôi xưa nay làm gì cũng đường đường chính chính, đi thẳng người, tôi căn bản không phạm tội, thế nên cũng không hy vọng ai đến giải cứu. Tôi chỉ hy vọng vào các nhân viên phá án như anh, tôi tin tưởng thông qua sự cố gắng công tác của các anh, sớm muộn gì tôi cũng lấy lại được sự trong sạch của mình. Nụ cười trên mặt chủ nhiệm Vạn dần trở nên ngưng tụ, gương mặt đầy hòa ái vừa rồi đã biến thành lạnh lùng. Hắn dùng ánh mắt như độc xà nhìn Triệu Quốc Lương, sau đó mới cười lạnh nói. Nếu trưởng khoa Triệu đã không phối hợp, không chịu nghe lời khuyên bảo của tôi, như vậy tôi cũng không còn gì để nói, tất cả cứ xử lý theo trình tự bình thường. Chủ tịch Lý, chuyện đấu thầu lần này thì hai người chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào ngài. Đinh Xuyên Trụ mỉm cười nâng ly rượu lên nói với Lý Khang Lộ. Lý Khang Lộ tuy kết giao với Đinh Xuyên Trụ một thời gian ngắn, nhưng vì Đinh Xuyên Trụ cố gắng kết thâm giao, thế nên quan hệ giữa hai người ngày càng tăng tiến, có động lực phát triển mạnh. Lúc này hắn nhìn vào hai mắt Đinh Xuyên Trụ rồi cười nói. Này cậu giám đốc Đinh, cậu và Gia Hào đều là bạn bè của tôi, các cậu cũng không phải không rõ phong cách làm việc của tôi. Thế cho nên câu nói vừa rồi của cậu rõ ràng là xem thường tôi, không coi tôi là bạn. Tiết Nhất Phàm ngồi bên cạnh nghe được lời bất mãn của Lý Khang Lộ thì cười lên khanh khách, Đinh Xuyên Trụ cũng cười ha hả nói. Chủ tịch Lý nói đúng, tôi thật sự sai rồi, như vậy tôi tự phạt 3 ly nhận sai. Đinh Xuyên Trụ nói rồi rót rượu ra 3 ly lớn, sau đó ngửa cổ uống cạn. Đỗ Gia Hào ngồi cách đó không xa thấy thế thì tranh thủ gắp cho Đinh Xuyên Trụ vài món thức ăn, lại cười ha hả nói. Anh Đinh, tôi thấy Chủ tịch Lý có coi anh là bạn hay không thì chỉ cần có quan hệ sẽ biết. Có lẽ anh nghe xong cũng hoài nghi lời nói của tôi. Ha ha! Biết rồi, nhưng rượu này uống vào rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Có thể kết giao với một người có tình nghĩa như Chủ tịch Lý, cho dù uống say chết cũng thật sự rất thoải mái. Đinh Xuyên Trụ nói rồi lại rót đầy ly cho mình. Chủ tịch Lý, Giám đốc Đỗ, Giám đốc Tiết, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng vì công trình trung tâm thương mại. Lúc này Lý Khang Lộ thật sự không nói gì với lời đề nghị của Đinh Xuyên Trụ, thế là uống cạn ly rượu trước mặt. Tiết Nhất Phàm cũng làm một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trước mặt. Khang Lộ, tôi nghe nói trong hội nghị thường ủy hôm nay tên Chủ tịch Vương kia cắn bí thư Hạ như chó điên, có phải có chuyện này không? Tiết Nhất Phàm gắp một miếng thức ăn rồi bỏ vào miệng nhai nuốt rất nhã nhặn, sau đó trầm giọng nói với Lý Khang Lộ. Lý Khang Lộ nở nụ cười mất tự nhiên, hắn hàm hồ suy đoán. À, hội nghị thường ủy thật sự vừa họp xong, nhưng chỉ trách bí thư Hạ không cẩn thận bị họ Vương kia bắt được, nghe nói sự việc diễn tiến rất khó chịu, bí thư Tiết cực kỳ bị động. À, thì ra là vậy. Tiết Nhất Phàm khẽ nhíu mày, sau đó nói tiếp. Tôi nghe nói bố rất giận vì sự kiện này, Vương Tử Quân nắm chặt Hạ Nham Châu không tha, chẳng phải là ông say không phải vì rượu, muốn chất vấn trách nhiệm của bố tôi sao? Hừ, loại người không biết xấu hổ này phải dạy bảo thật tốt mới được.
nếu không sẽ chẳng bao giờ biết mình là ai. Giám đốc Tiết nói đúng, đối với loại người không biết phân biệt này thì chúng ta nên cho hắn biết tay, nếu không lại cứ nghĩ mình là thần thánh. Ninh Xuyên Trụ nở nụ cười đắc ý dùng giọng nịnh nọt nói. Đường Hồng Vĩ cũng không lên tiếng, việc làm của hắn và Đinh Xuyên Trụ thì chỉ có một mình Tiết Nhất Phàm là không biết mà thôi. Dù bọn họ thấy Tiết Nhất Phàm xem như là người thân thiết, thế nhưng thân phận của người phụ nữ này quá đặc thù, chỉ có thể nịnh nọt nhưng thật sự khó thể tín nhiệm. Tiết Nhất Phàm nhấp một ngụm rượu đỏ cực kỳ ưu nhã, sau đó nói. Hừ, các anh đừng nghĩ rằng tên họ Vương kia bây giờ cực kỳ đắc ý mà lầm, hắn thật sự đang nhảy đi còn chưa kịp. Nghe nói tên thư ký của hắn đã bị ủy ban kỷ luật lập án điều tra vì hiềm nghi nhận hối lộ, anh nói xem, nếu phía sau không có ai sai khiến, một thư ký nhỏ như vậy sẽ có gan lớn như thế sao? Lý Khang Lộ có hơi nhíu mày, hắn thật sự không thích Tiết Nhất Phàm nhắc đến những chuyện như vậy. Thế nhưng ô ối quan hệ giữa hai người khác nặng nề, hắn cũng chỉ có thể nuốt bất mãn vào lòng mà thôi. Nhất Phàm, có một số việc khi còn chưa ra kết quả thì tuyệt đối đừng nói lung tung. Lý Khang Lộ đưa đến cho Tiết Nhất Phàm một ly nước lọc, sau đó khẽ bấm vào đùi nàng rồi nói. Tiết Nhất Phàm đối diện với hành vi không chút cố kỵ của Lý Khang Lộ thì có chút bất ngờ, nàng thích tên đàn ông mạnh mẽ như sư tử này, mà nàng chính là thiên sứ của con sư tử như vậy. Chính vì quan điểm như vậy mà nàng thầm nghĩ, nếu mình không vì hắn mà chịu chút uất ức, như vậy hắn sao có thể tình nguyện đưa thân vào miệng mình. Tiết Nhất Phàm nghĩ đến đây thì trừng mắt với Lý Khang Lộ. Sau gió dùng giọng rất có ý nghĩ để oán trách. Cái gì mà không thể nói. Giám đốc Đinh và Gia Hào cũng không phải là người ngoài, như vậy cũng chẳng phải là quá chú ý rồi sao. Thấy hai người Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm nói qua lại thì Đỗ Gia Hào và Đinh Xuyên Trụ đều khẽ nở nụ cười. Đinh Xuyên Trụ châm thêm rượu cho Lý Khang Lộ rồi nói. Chủ tịch Lý, có một số việc chúng ta dù không trải qua nhưng chỉ cần nghe là hiểu rồi. Nghe nói bí thư La của Ủy ban kỷ luật rất coi trọng vụ án này. Tất nhiên phải coi trọng, vì nếu sự việc một khi được chứng thực, chỉ sợ sẽ là một tiếng vang lớn trong thành phố Đông Bộ, thậm chí là trong cả tỉnh. Nụ cười của Đinh Xuyên Trụ lúc này thật sự không có gì khác biệt, giống như hắn thật sự không chút liên quan đến vấn đề này. Sau khi uống rượu thì Đỗ Gia Hào đề nghị đi hát, Đinh Xuyên Trụ đã đạt được mục đích lại dùng lý do đã say để cáo từ với Lý Khang Lộ. Tuy Lý Khang Lộ nhiệt tình giữ lại. Thế nhưng Đinh Xuyên Trụ vẫn có thể nghe những lời khách sáo mà mẫm cảm hiểu được vài vấn đề, trong suy nghĩ của Lý Khang Lộ thì địa vị của mình và Đỗ Gia Hào thật sự có chút chênh lệch. Đinh Xuyên Trụ thích uống rượu nhưng sẽ không bao giờ uống đến mức say khướt, hắn thích men say mờ ảo, thích cảm giác bay bổng khi vừa đủ độ cồn. Trước khi tham gia kinh doanh thì Đinh Xuyên Trụ từng dạy học 10 năm, khi đó hắn cũng cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi khống chế được vài người. Giám đốc Đinh, chúng ta đi đâu đây? Hầu Báo Quốc khẽ quay đầu lại hỏi Đinh Xuyên Trụ. Về nhà. Đinh Xuyên Trụ khẽ vung tay lên rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Hầu Báo Quốc này cũng là một người có tài, hắn là một tên cấp dưới, chỉ cần nhìn vào phương diện phục vụ Đinh Xuyên Trụ thì thật sự rất xứng với chức vụ. Hắn hầu như hiểu rõ tất cả tâm tư của giám đốc Đinh, hơn nữa lại nắm rất đúng mực. Thấy Đinh Xuyên Trụ uống hơi nhiều thì hắn Hầu Báo Quốc khẽ gật đầu với lái xe. Sau đó đưa cho Đinh Xuyên Trụ một chiếc khăn trắng và chai nước khoáng, chai nước được vặn nắp ra một phần để Đinh Xuyên Trụ có thể mở ra dễ dàng hơn, cũng không vì xe lắc lư mà làm nước bắn tung tóe. Nhìn vào điểm này cũng có thể thấy tâm tư nhẫn nhụi của Hầu Báo Quốc. Báo Quốc, ngày mai anh kết hợp chặt chẽ với tập đoàn Cảnh Lam để đấu thầu cho tôi. Đinh Xuyên Trụ rất hài lòng với sự cẩn thận và tinh tế của Hầu Báo Quốc, hắn uống một hớp nước rồi phân phó Hầu Báo Quốc. Tôi biết rồi, giám đốc Đinh. Ngày mai tôi sẽ đi đàm phán với bọn họ theo kế hoạch của ngài. Hồng Bắc nở nụ cười trả lời Đinh Xuyên Trụ. Đúng rồi, ngày mai cũng cần đi gặp Vương Tử Quân, truyền đạt lời thăm hỏi ân cần của tôi. Nói cho anh ta biết, dù thế nào thì hai bên cũng là bạn bè, hơn nữa những lời tôi đã nói vẫn còn giữ lại. Nụ cười như có như không trên mặt Đinh Xuyên Trụ chậm rãi tiêu tán, hắn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Hầu Báo Quốc rồi phân phó. Trong mắt Hầu Báo Quốc lóe lên hào quang. Hắn dùng giọng có chút trần trừ hỏi. Giám đốc Đinh, đáng giá như vậy sao? Vương Tử Quân bây giờ đã là hổ mất răng, lúc này tuy bản thân hắn không sinh ra vấn đề, thế nhưng cũng xem như không tạo ra được sóng gió gì ở thành phố Đông Bộ này nữa. Vương Tử Quân này cũng không phải hạng người đơn giản như vậy, nói thật, nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi cũng không muốn kết oán với anh ta, đáng tiếc là đối phương muốn cản đường tài lộ của tôi, thế cho nên tôi không thể không liên thủ với Đỗ Gia Hào.
Tuy hắn bây giờ đã không còn dùng được, thế nhưng con người phải nhìn xa một chút, biết đâu sau này chúng ta có thể dùng được hắn. Đinh Xuyên Trụ khẽ hạ cửa sổ xe rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Vâng, Giám đốc Đinh, ngài thật sự là tính kế lâu dài, không giống như tôi, đầu óc quá hạn hẹp. Đúng là con người phân ra làm 3-7 loại từ tư tưởng đến mưu kế, vốn không phải cùng một cấp bậc, tôi phát hiện từ khi đi theo ngài thì tầm mắt rộng rãi hơn, kiến thức cũng gia tăng, nhưng càng vì thế mà càng cảm thấy hổ thẹn. Hầu Báo Quốc cũng không chú ý đến da mặt của mình, hắn mở lời nịnh hót không chút che giấu, chính thức đánh thẳng vào Đinh Xuyên Trụ. Này cậu Báo Quốc, cậu nói những lời tôi thích nghe nhất, tưởng tôi là khỉ thích đùa gì thì đùa sao? Đinh Xuyên Trụ chỉ vào Hầu Báo Quốc rồi cười tủm tỉm nói lời phê bình, nhưng nụ cười của hắn lại nói cho Hầu Báo Quốc biết lời nịnh nọt của mình được lãnh đạo tiếp nhận. Gió khẽ thổi bay mái tóc của Đinh Xuyên Trụ, hắn nhìn qua cửa sổ xe thấy khu văn phòng khối chính quyền thành phố vẫn còn sáng đèn. Hắn nhìn khu văn phòng khối chính quyền thành phố trang nghiêm to lớn mà cảm thấy ý nghĩ của mình chợt bành trướng không thể khống chế. Chương 465, đào hố chôn mình. Đinh Xuyên Trụ ngồi trong xe, trong đầu nghĩ đến tình huống trên bàn rượu, phỏng đoán về Lý Khang Lộ. Phải nói Lý Khang Lộ là một người thông minh, một người nếu muốn lên chức thì phải biết tiện thể, đối phương là một người biểu hiện cực kỳ đúng chỗ. Nhưng Đinh Xuyên Trụ lại mơ hồ có chút hèn mọn, vì Tiết Nhất Phàm có quan hệ không rõ với Lý Khang Lộ. Đinh Xuyên Trụ thấy Tiết Nhất Phàm là người làm việc lớn, ở phương diện đàn bà nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ, dù có là tuyệt thế hồng nhan thì cũng không thể quá mức trung tình. Nếu một khi anh rơi vào trong bẫy mỹ nhân, chẳng khác nào đó là một lực uy hiếp cực lớn, vì đối phương sẽ quấy rối làm cho anh khó thể nào tập trung, khó thể thoát ly, giống như một thân cây khô rất dễ bốc cháy. Hơn nữa Tiết Nhất Phàm cũng không phải là một người đơn giản, chính là tiểu thư thiên kim của bí thư thị ủy. Đinh Xuyên Trụ nhìn khu văn phòng khối chính quyền thành phố ngoài cửa sổ, trong lòng thật sự rất cảm khái. Đó là một khu nhà thật sự tập trung quyền lực ở thành phố Đông Bộ, Đinh Xuyên Trụ lại có thể làm cho một vị chủ trì trong đó phải khốn khổ, khống chế tự nhiên như vậy làm hắn sinh ra cảm giác thành công cực kỳ sảng khoái. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Đinh Xuyên Trụ đang ở trên đỉnh điểm của cảm giác sảng khoái chợt bị âm thanh này làm cho thức tỉnh. Hắn thật sự rất bực mình. Nhưng dù hắn có chán ghét thế nào thì cũng phải ứng đối, vì chiếc điện thoại hắn mang trên người cũng không phải điện thoại ở văn phòng, chính là điện thoại riêng. Hơn nữa cũng không có mấy người ở tỉnh Sơn Nam biết được số điện thoại này của hắn. Những người biết được số điện thoại này đều là đại nhân vật mà Đinh Xuyên Trụ căn bản không thể đắc tội. Đinh Xuyên Trụ nhìn thấy trên màn hình hai chữ đại ca thì vẻ mặt bất mãn chợt không còn, hắn nhanh chóng nở nụ cười và nghe máy. Đại ca, em là Xuyên Trụ, anh đã nghỉ ngơi chưa? Xuyên Trụ, cậu đang ở đâu vậy? Một âm thanh trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia. Em đang ở thành phố Đông Bộ, cùng một người bạn liên kết để nắm công trình, vừa mới ăn cơm xong và đang quay về nhà. Đại ca, bố có khỏe không? Đinh Xuyên Trụ cũng không dám hỏi vì sao đại ca lại gọi điện thoại cho mình muộn như vậy, vì hắn đã quá quen với cách làm việc của anh mình, muốn cho mình biết thì sẽ tự nói, nếu không thì dù hỏi cũng như không. Từ nhỏ đến lớn người Đinh Xuyên Trụ bội phục nhất chính là anh mình, vì hắn cảm thấy dù kinh doanh được vài trăm triệu cũng không thể đánh đồng với đại ca được. Đại ca của hắn là ai? Là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, đây là cấp bậc có thể làm rạng rỡ tổ tông. Nhiều năm qua hắn kinh doanh xuôi trèo mát mái không phải vì có ông anh bao phủ sau lưng sao? Hắn mỗi khi ngồi cùng bàn với đám thương nhân, nếu có ai nhắc đến ông anh, như vậy ánh mắt của đám người chung quanh nhìn về phía hắn sẽ khác biệt. Tất nhiên ánh mắt của bọn họ sẽ là hâm mộ và kính sợ. Mối quan hệ như vậy đối với đám thương nhân thì thật sự là một món tiền vô giá, có thể phát huy nhiều tác dụng vào đúng thời điểm mình cần. Hợp tác cùng nắm công trình sao? Chú ý kẻo bị đồng tiền đè chết. Đại ca ở bên kia chợt dùng giọng lạnh lẽo nói, điều này làm cho Đinh Xuyên Trụ chợt sinh ra cảm giác lạnh run cả người. Con người đều có tính cách riêng, Đinh Xuyên Trụ là một giám đốc công ty lại rất dễ phát cáu. Dù hắn thật sự đã học tính cách ẩn nhẫn không phát tác, thế nhưng một khi phát tác thì sẽ là bạt núi lấp sông, chẳng qua lúc này người lên tiếng là đại ca của hắn, dù hắn có tức giận cũng chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng. Anh, có anh ở bên cạnh, em sao lại bị đồng tiền đè chết được? Hơn nữa em khổ ở kiếm tiền cũng không phải vì mình, không phải là vì Đinh gia chúng ta sao? Cậu nói vì tôi sao? Thư ký trưởng Đinh có thể tiến lên vị trí hiện tại thì cũng không phải là hạng người bình thường. Lời nói của cậu em trai làm hắn sinh ra cảm giác bực bội. Dù lúc này lên tiếng có chút nghiêm khắc,
thế nhưng Đinh Xuyên Trụ vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp. Anh, cũng đừng quan tâm đến quá nhiều phương diện như vậy, anh chỉ cần quan tâm đến tình huống dễ đi lại trong quan trường, cuộc sống ổn định ngoài xã hội là được. Anh cứ tin tưởng vào em, dù kiếm tiền thế nào cũng sẽ không liên lụy đến anh, cũng sẽ không làm những chuyện phóng hỏa giết người. Tập đoàn Trấn Nguyên của em thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh trên con đường phát triển. Đinh Xuyên Trụ biết rõ lúc này nên hạ bậc thang cho đại ca của mình. Thư ký trưởng Đinh ở đầu dây bên kia trầm mặc nửa phút, sau đó mới lạnh lùng nói. Cậu à, cậu cũng đừng đùa giỡn với tôi, chút tâm tính của cậu là thế nào thì tôi hiểu rất rõ. Tôi nhắc nhở cậu rõ ràng, sau này không được dính vào, cậu phải thành thật cho tôi, phải giữ khuôn phép, Vương Tử Quân không phải là người có thể đắc tội. Anh, em nào có đắc tội với Vương Tử Quân? Đinh Xuyên Trụ vừa nghe thấy anh mình nhắc đến Vương Tử Quân thì thầm cười lạnh, thế nhưng ngoài miệng lại sống chết không thừa nhận. Hắn không thừa nhận cũng không phải vì sợ Vương Tử Quân, chỉ là sợ anh mình nói nhiều quá, nghe xong thật sự rất uất ức. Hừ, không đắc tội với người ta, cậu có tính cách thế nào thì tôi còn không hiểu sao. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay Vương Tử Quân đã phái người đến tìm tôi. Thư ký trưởng Đinh hiểu rõ em trai của mình, hắn hừ lạnh một tiếng nói, giọng điệu còn nghiêm khắc hơn vừa rồi rất nhiều. Đinh Xuyên Trụ thật sự cảm thấy bội phục lực lượng của Vương Tử Quân, đồng thời cũng không quên cười ha hả nói. Anh ta đến tìm anh thì thế nào? Anh là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh chứ không phải người của tập đoàn Trấn Nguyên, cũng không liên quan đến chuyện của tập đoàn Trấn Nguyên, anh chỉ cần nói không liên quan là được. Không liên quan, Vương Tử Quân có trong tay tất cả bằng chứng về các hạng mục mà cậu từng nhận, những thứ đó cũng đủ cho hai anh em ta ngồi tù vài chục năm. Hơn nữa anh ta còn nhờ tôi nói cho cậu biết, nếu như giám đốc công ty Kim Đỉnh không nói ra sự thật, như vậy anh ấy sẽ giao tư liệu cho người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, lúc đó dù có bất cứ thứ gì cũng đừng hòng cứu kịp. Đinh Xuyên Trụ là người kinh doanh, hắn biết rất rõ vấn đề của mình, bây giờ nghe anh trai nói như vậy thì không khỏi phát lạnh. Hắn không ngờ mình đang dương dương đắc ý cho rằng tất cả còn nằm trong lòng bàn tay, nhưng con bà nó Vương Tử Quân không thèm quan tâm đến mình lại đang cầm một vũ khí cực kỳ sắc bén. Đang đứng chờ sẵn. Ngày mai, Đinh Xuyên Trụ nghĩ đến kỳ hạn cuối cùng của Vương Tử Quân mà thật sự cảm thấy không cam lòng. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải cố gắng áp chế cảm giác bất mãn của mình, trong đầu không khỏi liên tục tự nhắc nhở. Bây giờ không phải là lúc tranh đấu theo kiểu như vậy. Không, bây giờ rõ ràng Đinh Xuyên Trụ hắn đã không còn tư cách tranh đấu với Vương Tử Quân, chuyện này Vương Tử Quân không thèm tìm mình mà tìm anh mình. Rõ ràng đã nói ra vấn đề, Đinh Xuyên Trụ anh căn bản không có tư cách đấu với Vương Tử Quân tôi. Này cậu, sau này làm việc phải đến nơi đến chốn, đừng tưởng rằng mình thông minh hơn người khác. Thư ký trưởng Đinh khẽ lên tiếng an ủi cậu em của mình. Anh cứ yên tâm, chuyện này em biết phải xử lý thế nào. Đinh Xuyên Trụ vừa rồi còn cảm thấy cực kỳ thoải mái vui sướng, bây giờ hắn lại thật sự chết lặng, chỉ có thể lớn tiếng nói vào trong điện thoại. Giám đốc Đinh. Hầu Báo Quốc tuy chỉ nghe được một nửa thế nhưng lại cảm thấy trạng thái của giám đốc nhà mình có gì đó không đúng, giống như có thứ gì đó không hay đang diễn ra. Báo Quốc, ngày mai cậu sắp xếp người nói với giám đốc Lý của công ty Kim Đỉnh rút lại lời nói của mình. Đinh Xuyên Trụ khẽ ngẩng đầu nhìn Hầu Báo Quốc rồi nói. Rút lại lời nói. Hầu Báo Quốc chợt sững sờ, sau đó lại nói. Giám đốc Đinh, Lý Lão Tam đứng ra tố cáo, sao có thể rút lại lời nói chứ? Hừ, làm thế nào là chuyện của cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu không thể rút lại thì sau này khỏi công tác ở tập đoàn Trấn Nguyên. Đinh Xuyên Trụ nhìn chằm chằm vào Hầu Báo Quốc rồi gần từng chữ nói. Hầu Báo Quốc đã công tác ở tập đoàn Trấn Nguyên nhiều năm, vất vả lắm mới bỏ đến vị trí hiện tại, hắn nào cam lòng bỏ qua vị trí của mình. Sau khi nghe Đinh Xuyên Trụ nói như vậy, hắn biết rõ sự việc không thể nào thay đổi được nữa, hắn vội vàng gật đầu nói. Vâng. Tôi sẽ xử lý công tác với Lý Lão Tam, nhưng nếu như vậy thì tội vụ oan của anh ta sẽ là không nhẹ. Nói cho anh ta biết tất cả có tôi lo. Đinh Xuyên Trụ nói rồi khẽ nhắm mắt lại. Lúc này nhìn vẻ bề ngoài thì dù ai cũng cho rằng Đinh Xuyên Trụ đã khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh, nhưng dù là ai cũng không chú ý bàn tay hắn đang siết chặt điện thoại giống như muốn bóp nát bấy. Đinh Xuyên Trụ là một người kiêu ngạo, nhưng bây giờ sự việc xảy ra lại làm hắn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Cho đến nay hắn đều cảm thấy mình rất cao, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ra trong mắt người khác thì mình chỉ là một diễn viên hài kém cỏi mà thôi. Người ta không phải là không đối phó được hắn,
căn bản là không thèm ra tay, khinh thường, đúng là khinh thường. Đinh Xuyên Trụ nghĩ đến hai chữ này mà trong lòng căng cứng, nhưng hắn thật sự vẫn khá may mắn, đối phương còn ném cho anh mình một đường quay về, nếu không thì mình sẽ là người cực kỳ không may. Báo quốc, sau vụ này chúng ta rời khỏi thành phố Đông Bộ, sau này cũng đừng đến đây nữa. Đinh Xuyên Trụ khẽ nhắm mắt lại, lúc này cửa sổ xe cũng chậm rãi đóng lên. Tử Quân, tên Đinh Xuyên Trụ kia thật sự là coi trời bằng vung, lại làm ra chuyện như vậy, nếu là chị thì nhất định sẽ không cho hắn sống yên ổn. Giọng điệu của Trương Lộ Giai thật sự rất phẫn nộ nhưng bên trong lại có nhiều phần quan tâm, là quan tâm đến người đàn ông của mình. Sau khi nghe được sự việc xảy ra ở thành phố Đông Bộ thì ý nghĩ đầu tiên của Trương Lộ Giai chính là chạy đến đây, thế nhưng cuối cùng nàng cũng áp chế ý nghĩ của mình. Nàng biết rõ bây giờ Vương Tử Quân đang rơi vào tình huống khó khăn, mà nàng là người phụ nữ của hắn, nàng tuyệt đối không thể gây thêm phiền toái cho hắn. Vương Tử Quân cũng cực kỳ yêu mến người phụ nữ thấu hiểu lòng người này, hắn giữ chặt điện thoại nói. Sự việc của Đinh Xuyên Trụ là không nhỏ, lại liên lụy đến rất nhiều người. Tuy tôi không sợ những trò thế này, nhưng nếu tự nhiên tìm cho mình nhiều kẻ địch thì cũng không hay. Hơn nữa bây giờ tôi chỉ quản được thành phố Đông Bộ, cũng không thể quản hết các thành phố khác được. Cậu đấy, đúng là quá nhân từ. Trương Lộ Giai khẽ cắn miệng rồi cười hì hì nói. Không nên đắc tội với người là đúng, thế nhưng sự việc này cũng không thể tính như vậy với Đinh Xuyên Trụ, chờ hắn quay về thành phố Sơn Viên, chị sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Ha ha ha, được rồi, tôi cũng đang dõi mắt trông chờ đây. Vương Tử Quân nói hai tiếng vui đùa với Trương Lộ Giai, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon. Trương Lộ Giai vẫn công tác ở ban huấn luyện cán bộ thanh niên. Vị trí tuy không quá quan trọng nhưng cực kỳ linh thông tin tức. Dù sao thì nơi đó cũng tập trung các cán bộ tinh anh trong tỉnh, tất cả động tĩnh phát sinh, dù là gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt bọn họ. Sự việc thư ký của Vương Tử Quân bị người của Ủy ban Kỷ luật đưa đi không những có ảnh hưởng lớn ở thành phố Đông Bộ, cũng có không ít người trong tỉnh chú ý đến tin tức này. Trương Lộ Giai nghĩ đến một vài lời bình luận của học viên về Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ sợ sẽ ngã đổ. Đây chính là lời nói của một vị phó chủ tịch thành phố nói với Trương Lộ Giai, thế nhưng nàng nghe mà không khỏi buồn cười, vị phó chủ tịch kia dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân đã hóa giải tất cả nguy cơ rồi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, Trương Lộ Giai nhìn thoáng qua dãy số, sau đó khóe miệng của nàng chợt vểnh lên. Người này thật sự chán chết, bây giờ gọi điện thoại đến, anh ta nghĩ rằng mình là ai? Trương Lộ Giai nghĩ đến tên phó chủ tịch mà vợ vừa mất năm ngoái vì tai nạn giao thông, nàng thật sự sinh ra cảm giác rất chán ghét. Tên kia vừa thấy mình thì giống như sói thấy cừu, cũng không xem xét lại đức hạnh của chính mình. Trương Lộ Giai thầm nghĩ như vậy, nàng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đưa tay ôm lấy gấu bông, cuối cùng nhắm mắt ngủ rất vui vẻ. Triệu Quốc Lương bây giờ còn chưa ngủ, hắn không phải là không thể ngủ, vì một bóng đèn sáng rực cứ chiếu xuống mặt hắn. Điều này làm cho cảm giác buồn ngủ vừa sinh ra đã mất sạch. Cậu Triệu, cậu là người tương lai vô lượng, cậu cần gì phải chịu tiếng xấu cho người khác? Bí thư La đã nói chuyện của cậu không có gì là lớn, hơn nữa cậu chỉ là một thư ký, nếu cậu chịu nói rõ ràng, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Chủ nhiệm Vạn tuy đã cực kỳ nổi giận nhưng vẫn cố gắng áp chế, hắn dùng giọng cực kỳ tác động nói với Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương đã càng ngày càng hiểu ý của chủ nhiệm Vạn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương rồi nói. Chủ nhiệm Vạn, chuyện này tôi không biết gì cả, số tiền kia cũng không biết vì sao xuất hiện, cũng mong các vị đồng chí ủy ban kỷ luật điều tra cho ra lẽ. Tiểu Triệu, vì sao cậu cứ mãi kháng cự như vậy? Người đưa tiền đã khai báo rõ ràng, cậu cũng biết tiền đó đưa cho ai, thế mà cứ mãi ngoan cố chống lại, cậu cảm thấy như vậy là tận trung sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu đang hủy hoại chính mình. Cậu nghĩ lại mà xem. Cha mẹ nuôi lớn cậu dễ dàng sao? Cậu như vậy không phải là phụ lòng bọn họ à? Chủ nhiệm Vạn đưa đến cho Triệu Quốc Lương một ly nước, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, giống như hắn đang thật sự suy xét cho gia đình Triệu Quốc Lương. Chủ nhiệm Vạn, anh nói gì tôi đều hiểu, thực thế thì tôi lại không biết gì cả. Triệu Quốc Lương uống một ngụm nước rồi khẽ lên tiếng đáp lời. Bốp! Chủ nhiệm Vạn vỗ tay lên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương, xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi nói cho cậu biết, cậu đã muốn chịu tiếng xấu cho người khác, vậy cũng đừng trách chúng tôi không nói chuyện tình cảm, đến lúc đó sự việc cũng không đơn giản như vậy nữa đâu. Cảm ơn chủ nhiệm Vạn, tôi hiểu.
Triệu Quốc Lương khẽ cười với chủ nhiệm Vạn rồi trầm giọng nói. Tốt, không ngờ thư ký Triệu lại là một người rắn giỏi như vậy, nhưng để tôi xem cậu còn rắn đến khi nào. Bây giờ tôi cho cậu thêm chút thời gian để suy nghĩ. Tiểu Lý, đổi ca cho Tiểu Hạ, đi ăn cơm. Chủ nhiệm Vạn gật đầu với tên cán bộ đang làm công tác ghi chép, sau đó trầm giọng nói. Chủ nhiệm, chúng ta cùng đi chứ, ngài cũng chưa ăn cơm mà. Tên cán bộ trẻ gọi là Tiểu Lý rất thông minh, sau khi nghe phân phó thì lên tiếng lấy lòng chủ nhiệm Vạn. Không cần, cậu đi trước đi, lát nữa đưa đến một phần cơm cho tôi là được. Chủ nhiệm Vạn lúc này thật sự biểu hiện tính cách hăng say công tác, hắn thật sự chỉ mong sao nhanh chóng kết thúc vụ này, nào có tâm tư mà đi dùng cơm. Tiểu Lý đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài, Triệu Quốc Lương đang ngồi bên cạnh bàn chợt trầm giọng nói. Chủ nhiệm Vạn, từ khi đến đây tôi còn chưa ăn cơm, anh xem có thể mang đến cho tôi một phần không? Có thể đưa cơm đến cho cậu, nhưng chỉ cần cậu khai thành thật và rõ ràng là được. Đừng nói là ăn cơm. Khi đó anh đây còn có thể mời cậu một bữa tiệc lớn là khác. Chủ nhiệm Vạn dùng ánh mắt trêu tức nhìn Triệu Quốc Lương, sau đó dùng giọng lạnh lẽo nói. Triệu Quốc Lương nào không hiểu rõ ý nghĩa trêu tức trong lời nói của chủ nhiệm Vạn, hắn chỉ nuốt nước miếng mà không nói tiếp. Lúc này Tiểu Lý khẽ gật đầu về phía chủ nhiệm Vạn rồi đi ra ngoài cửa. Hơn 20 phút sau thì Tiểu Lý đi về, trong tay hắn có thêm vài chiếc túi nhựa đựng thức ăn, khi mở túi ra thì mùi hương bên trong bùng ra sực nức. Làm người ta cảm thấy cực kỳ đói bụng. Cậu Triệu, chuyện là của người khác, sức khỏe lại là của mình. Nếu cậu không muốn làm khổ mình, như vậy cậu nên nói rõ và nói thật, như vậy mới có lợi cho cậu. Triệu Quốc Lương gắp một miếng thịt lên rồi cười hì hì nói với Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ nhiệm Vạn, cũng không nói thêm điều gì. Nhưng chủ nhiệm Vạn là kẻ lão luyện, tất nhiên sẽ không chịu buông tha cho Triệu Quốc Lương. Hắn vừa ăn cơm vừa cười tủm tỉm nhìn Triệu Quốc Lương, nhưng dù thế nào thì Triệu Quốc Lương cũng không nói một lời. Thời gian dần trôi qua như một đêm này đối với Triệu Quốc Lương thật sự dài giống như một năm, khi luồng sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào trong phòng, hắn chợt cảm thấy ánh sáng thật sự rất đẹp, rất ấm áp. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Chủ nhiệm Vạn thức cả đêm, hai mắt cũng đỏ rực lên, nhưng hắn thật sự tức giận vì căn bản là thứ mình cần còn chưa có được. Đó chính là một cây cầu để hắn có thể thăng quan tiến chức, nếu không có nó thì sau này hắn cũng không biết làm thế nào cho phải. Chủ nhiệm Vạn, tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi đã nói tất cả rồi, kính mong tổ chức tin tưởng tôi. Triệu Quốc Lương trầm ngâm một lát rồi dùng giọng quả quyết nói. Tút tút tút, tiếng chuông trong trẻo vang lên, chủ nhiệm Vạn nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, hắn khẽ bấm nút nghe, bên trong vang lên âm thanh cũng quen thuộc không kém, hắn trở nên cực kỳ cẩn trọng. Chào Bí Thư La, tôi là Vạn Quốc Tình. Tiểu Vạn, có tin tức gì chưa? Giọng điệu của La Kiến Cường rất bình thản, lại giống như cực kỳ quan tâm đến cấp dưới của mình. Bí Thư La, chúng tôi đang rất cố gắng, tiểu tử này quá cứng miệng. Vạn Quốc Tình trầm ngâm một lát rồi vội vàng báo cáo với lãnh đạo. À, La Kiến Cường khẽ à một tiếng rồi cúp điện thoại. Vạn Quốc Tình nghe những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại thì vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Bí Thư La dùng phương pháp này để tỏ ra bất mãn với cấp dưới, tỏ ra nghi vấn với năng lực của cấp dưới. Nếu Bí Thư La quyết tâm thay đổi chính mình, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Nếu là như vậy thì địa vị của Vạn Quốc Tỉnh trong mắt Bí Thư La Kiến Cường sẽ giảm xuống rất thấp, sau này cũng đừng hòng có ý nghĩ được lãnh đạo đề bạt. Triệu Quốc Lương, cậu có nói hay không? Vạn Quốc Tỉnh thật sự giận tím mặt. Hắn vung tay chụp lấy cổ áo kéo Triệu Quốc Lương đứng lên. Triệu Quốc Lương trước đó luôn bình tĩnh trả lời các câu hỏi, nhưng điều này cũng không thể nói rõ hắn không nổi nóng. Hắn vì bị oan mà đã cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, bây giờ bị Vạn Quốc Tỉnh giữ lấy cổ áo thì cảm giác tức giận càng thêm mãnh liệt. Chủ nhiệm Vạn, anh cần hỏi những gì thì tôi đã trả lời tất cả, tôi nói cho anh biết, anh làm như thế này là trái với kỷ luật. Triệu Quốc Lương nói như vậy rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Vạn Quốc Tỉnh nhìn gương mặt quật cường của Triệu Quốc Lương, điều này làm một người trước nay luôn cảm thấy mình tài trí hơn người như Vạn Quốc Tỉnh cảm thấy rất ức chế, thế là hắn vung nắm đấm đánh thẳng vào mũi Triệu Quốc Lương. Bây giờ ông đánh mày, mày làm gì được ông? Khi một dòng máu tươi chảy ra từ mũi của Triệu Quốc Lương thì vẻ mặt Vạn Quốc Tỉnh càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, mày là một thằng tham ô, chứng cứ rõ ràng mà không chịu khai báo. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng được ngủ. Không nói thì cứ ngồi đó đi.
tiểu hạ đang làm bản ghi chép thấy tình huống như vậy thì vội vàng chạy đến giữ lấy tay Vạn Quốc Tỉnh. Chủ nhiệm Vạn, hay là chúng ta thay người thẩm vấn anh ta, chúng ta cũng không có thủ oán gì với anh ấy. Tiểu hạ, cậu đi nghỉ ngơi đi, cũng nói để đám người tiểu lý đi đến, tôi muốn xem hắn còn mạnh miệng được bao lâu. Đúng rồi, cầm khăn mặt đến lau vệt máu trên mặt hắn, đối với loại người ngoan cố thế này thì chúng ta phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ mới được. Sau khi đấm vào mặt Triệu Quốc Lương thì vẻ mặt Vạn Quốc Tỉnh cũng có chút biến đổi, hắn quay sang phân phó tiểu hạ. Nguồn tại http://tiuyenangenphun. Triệu Quốc Lương thấy mũi của mình nóng bỏng như hơ lửa, hắn dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Vạn Quốc Tỉnh. Nếu có thể thì hắn hận không thể xé xác Vạn Quốc Tỉnh, thế nhưng lúc này hắn căn bản không có năng lực như vậy. Nhưng càng là như vậy thì Triệu Quốc Lương càng kiên quyết không cho tên khốn này đạt thành ước nguyện. Hắn cắn chặt răng, để tùy ý cho tiểu lý lau máu mũi cho mình. Từ sáng sớm đến lúc này đã qua 2-3 giờ, thế nhưng Vạn Quốc Tỉnh vẫn ngồi yên trên vị trí của mình, tuy hắn không mở miệng nhưng luôn dùng ánh mắt như thấy chuột nhắt để nhìn Triệu Quốc Lương đang ngồi cách đó không quá xa. Vẫn không nói sao, vậy thì hỏi tiếp. Vạn Quốc Tỉnh vừa nói vừa cười ha hả, đúng lúc này điện thoại trong phòng vang lên. Vạn Quốc Tỉnh nhìn điện thoại mà vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn nhìn sang và khẽ gật đầu với nhân viên công tác, thế là tên nhân viên nhanh chóng nghe điện thoại. Alo, chào ngài, à, chào Bí Thư Tống. Khi tên nhân viên công tác nói ra ba chữ Bí Thư Tống thì vẻ mặt Vạn Quốc Tỉnh chợt biến đổi, hắn thầm nghĩ sự việc đang diễn tiến xấu, xem ra Bí Thư La cũng thật sự không hài lòng với công tác của mình, nếu không cũng sẽ không phái Bí Thư Tông đến làm gì cả. Khi nhân viên công tác đưa điện thoại sang thì Vạn Quốc Tỉnh cố gắng làm cho gương mặt mình đầy vẻ tươi cười. Chào Bí Thư Tống, tôi là Quốc Tỉnh, tôi đang ở phòng 203, nếu ngài muốn đến thì tôi sẽ đi đón. Khi đối phương cúp điện thoại thì Vạn Quốc Tỉnh nhanh chóng đi ra ngoài. Khi Vạn Quốc Tỉnh vừa mở cửa thì một người đàn ông trung niên được một nhóm người vây quanh đi đến, khi thấy đối phương là lãnh đạo trực tiếp của mình thì Vạn Quốc Tỉnh tiến lên đưa hai tay ra và nở nụ cười rạng rỡ. Hắn biết rõ Bí Thư Tống là người từ cơ sở đi lên, rất thích bắt tay, vì vậy hắn cùng không phụ lòng của lãnh đạo. Nhưng sau khi duỗi tay ra thì Vạn Quốc Tỉnh lại phát hiện Bí Thư Tống tuy cũng duỗi hai tay nhưng cũng không phải bắt tay với mình, vị phó bí thư ủy ban kỷ luật này lại đi về phía Triệu Quốc Lương và cười ha hả nói. Đồng chí Quốc Lương đã chịu uất ức rồi, ha ha ha, có câu vàng thật không sợ lửa, sau khi trải qua kinh nghiệm lần này, tôi tin tưởng sau này đồng chí Quốc Lương sẽ ngày càng hát vang tiến xa hơn. Triệu Quốc Lương đối mặt với hai bàn tay của Bí Thư Tống cũng ngây cả người, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu. Chủ tịch Vương không phải vứt bỏ mình, đây là người đến đón mình ra ngoài. Hắn vừa nghĩ đến điều này thì hai mắt chợt sinh ra cảm giác ươn ướt. Bí Thư Tống là phó bí thư ủy ban tư pháp, hắn biết rất rõ nhiều vấn đề, khi thấy cái mũi bị thương của Triệu Quốc Lương thì vẻ mặt chợt biến đổi. Vạn Quốc Tỉnh, đây là có chuyện gì? Bí Thư Tống, đây là hôm qua thư ký Triệu đi đứng không cẩn thận nên bị thương nhẹ. Vạn Quốc Tỉnh cắn răng rồi trầm giọng nói. Nhưng lúc này hắn lại thật sự rất chán nản, không những chẳng làm được gì lại đắc tội với thư ký của Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân. Nhưng cũng may Vương Tử Quân cũng chỉ là Phó Chủ tịch Thường vụ, Triệu Quốc Lương dù có ý kiến với mình cũng không làm gì được, còn Vương Tử Quân nếu biết được vấn đề cũng chỉ nuốt giận vào bụng, căn bản không làm gì được mình. Bí Thư Tống khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, có câu không nên vạch áo cho người xem lưng, chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài. Hắn tất nhiên biết rõ Vạn Quốc Tỉnh đánh người. Cũng không thể lên tiếng chỉ trích, nếu không thì Ủy ban Kỷ luật thành phố Đông Bộ cũng mất sạch thanh danh. Đồng chí Vạn Quốc Tỉnh, anh công tác thế nào vậy? Vì sao lại không cẩn thận như vậy? Lại làm cho thư ký Triệu ngã bị thương thế này? Sau khi quay về thì anh phải làm một bản kiểm điểm cho tôi. Vâng, Bí Thư Tống, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm. Sau khi nghe thấy lời định luận của Bí Thư Tống thì Vạn Quốc Tỉnh cảm thấy rất vui vẻ, hắn biết mình đã đi qua cửa ải này. Thật sự quá tốt vì hai bên là người một nhà, đến đúng thời điểm mấu chốt thì Bí Thư Tống vẫn đứng về phía mình. Triệu Quốc Lương nghe hai người kia biểu diễn, trong lòng thầm cười lạnh, hắn biết rõ hai người kia làm vậy vì điều gì, nhưng hắn dù có muốn tố cáo Vạn Quốc Tỉnh thì cũng không có người làm chứng. Dù sao chỗ này đều là người của Ủy ban Kỷ luật, bây giờ hắn thật sự cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại chỗ này. Bí Thư Tống, tôi có thể đi được chưa? Triệu Quốc Lương ngây ngốc sau nửa phút. Sau đó hắn trầm giọng hỏi Bí Thư Tống. Tất nhiên rồi, cậu Quốc Lương, cậu có ăn điểm tâm không? Chúng ta vào ăn chút gì cái đã nhé.
Bí thư Tống đưa mắt nhìn Triệu Quốc Lương, sau đó lại biểu hiện vẻ bình dị gần gũi, hắn cười hì hì nhìn Triệu Quốc Lương. Cảm ơn Bí thư Tống, cũng không cần. Triệu Quốc Lương nói rồi đi ra bên ngoài, Vạn Quốc Tỉnh thấy Triệu Quốc Lương đang đi ra ngoài, hắn chợt muốn tiến lên ngăn cản theo bản năng. Thế nhưng lúc này hắn chợt nhớ lại lời của Bí thư Tống, người ta đã không còn liên quan, mình cũng không cần lãng phí thời gian. Anh Triệu, đây là có chuyện gì? Vạn Quốc Tỉnh thật sự tràn đầy ngờ vực, hắn khẽ quay sang hỏi một người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông này đi cùng với Bí thư Tống, hắn có quan hệ không tệ với Vạn Quốc Tỉnh, lúc này hắn khẽ nói. Rất trùng hợp, ngày hôm qua có một tên trộm bị bắt về đồn công an, sau đó tiến hành thẩm vấn. Tên trộm kia nói hai ngày trước có một người tìm đến đưa cho hắn 10.000 yêu cầu bỏ 50.000 vào trong phòng của Triệu Quốc Lương. Cục công an thành phố thấy vụ án này rất quan trọng, thế là nhanh chóng lập tổ chuyên án điều tra rõ ràng, bây giờ chứng minh 50.000 trong phòng của Triệu Quốc Lương là do vị giám đốc Lý của công ty Kim Đỉnh thuê người đặt trong phòng của Triệu Quốc Lương. Sáng nay giám đốc Lý đã bị bắt, hơn nữa cũng thừa nhận vì Triệu Quốc Lương từ chối hắn tiếp nhận công trình trung tâm thương mại, đã làm hắn tổn thất 100.000. Thế cho nên làm như vậy để trả thù Triệu Quốc Lương. Vạn Quốc Tỉnh nghe người đồng bạn của mình nói rõ vấn đề, thế là thầm nghĩ, hóa ra sự việc là như vậy. Vạn Quốc Tỉnh tuy rất nghi ngờ nhưng cũng thầm nghĩ sự việc cũng không đơn giản như vậy. Có thể dễ dàng điều tra ra sự việc một cách quá sức rõ ràng như vậy, chỉ sợ ngoài chuyện điều tra thì vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia cũng có thủ đoạn của mình. Khi Vạn Quốc Tỉnh đang thầm suy đoán vấn đề thì thấy bọn họ Tống nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn tiến đến định nói vài câu với Bí thư Tống, cũng xem như làm công tác dự phòng, để đến khi người ta xem xét sự việc của Triệu Quốc Lương thì Bí thư Tống cũng nói vài lời ủng hộ cho mình. Vạn Quốc Tỉnh đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn nhìn theo ánh mắt của Bí thư Tống, chợt thấy hình bóng Triệu Quốc Lương đang rời khỏi khách sạn. Nhưng hấp dẫn ánh mắt của hắn không phải là hình bóng của Triệu Quốc Lương, chính là một người đàn ông đang bước xuống từ trên một chiếc xe Audi. Vạn Quốc Tỉnh nhìn người đàn ông thường thấy trên TV kia chợt xuất hiện. Hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tuy hắn biết việc mình làm rất kín kẽ và đối phương không có chứng cứ, thế nhưng khi hình bóng kia xuất hiện thì hắn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vạn Quốc Tỉnh thật sự cảm thấy sợ hãi với hình bóng của người kia. Vương Tử Quân đến đón Triệu Quốc Lương. Khi thấy Vương Tử Quân nở nụ cười thì Triệu Quốc Lương thật sự khó thể kiềm chế được cảm giác chua xót, ngay sau đó thì biến thành cảm động, mũi khẽ run, cảm nhận được cơn đau từ trên mũi truyền khắp toàn thân. Triệu Quốc Lương cố gắng áp chế cảm giác đau đớn của mình, hắn biết rõ chuyện này khó thể nào điều tra cho rõ ràng, mình dù là thư ký của Chủ tịch Vương chỉ sợ cũng chỉ gây phiền toái cho lãnh đạo mà thôi. Lúc này hắn lại thật sự không muốn gây ra chút phiền toái nào cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương. Triệu Quốc Lương khẽ lên tiếng, sau đó bước nhanh về phía Vương Tử Quân. Theo Vương Tử Quân bước xuống xe còn có cả Lý Cẩm Hồ và Thái Thần Bân, cả ba đều nở nụ cười nhìn Triệu Quốc Lương. Nhưng khi Triệu Quốc Lương đi đến gần thì vẻ mặt Vương Tử Quân chợt phát lạnh, tuy đã được xử lý nhưng mũi Triệu Quốc Lương vẫn lệch hẳn ra, tất nhiên màu đỏ ửng cũng khó thể nào che giấu được. Bọn họ đánh cậu sao? Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Triệu Quốc Lương rồi trầm giọng hỏi. Chủ tịch Vương, không có chuyện gì. Triệu Quốc Lương thấy bộ dạng tức giận của Vương Tử Quân thì trong lòng càng thêm ấm áp. Hắn không hy vọng chuyện này sẽ gây phiền toái cho Chủ tịch Vương, tuy bây giờ sự việc đã qua nhưng vẫn rất ảnh hưởng. Hắn bây giờ cũng không muốn gây chuyện cho Chủ tịch Vương. Cậu lên xe đi. Vương Tử Quân cũng không nói gì, trực tiếp mở cửa lên xe. Thái Thần Bân và Lý Cẩm Hồ cùng vỗ vỗ lên vai Triệu Quốc Lương, sau đó cả hai kéo Triệu Quốc Lương leo lên xe. Thần Bân, đi đến Ủy ban Kỷ luật Thị ủy. Vương Tử Quân lạnh lùng ngồi ở hàng ghế phía sau, hắn nhìn Thái Thần Bân khởi động xe, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, chuyện này... Triệu Quốc Lương đã hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn vội vàng lên tiếng nghênh đón. Lý Cẩm Hồ cũng hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn giữ Triệu Quốc Lương lại nói. Quốc Lương, cứ nghe lời chủ tịch. Lý Cẩm Hồ nhìn gương mặt lạnh như băng của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như mình quay về huyện Lô Bắc. Khi đó hắn theo Vương Tử Quân chủ trì công tác huyện Lô Bắc, khi đó chủ tịch Vương khống chế huyện Lô Bắc tuyệt vời như thế nào. Sau khi đến thành phố Đông Bộ thì Chủ tịch Vương tuy có thủ đoạn cao vời hơn thế nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, mà bây giờ thì hắn xem như đã hiểu. Cũng không phải là Vương Tử Quân thiếu gì đó, chính là Chủ tịch Vương đang áp chế tính cách kia của mình xuống. Lúc này tính cách của Chủ tịch Vương mới thật sự bùng phát ra. Vương Tử Quân thấy vết thương trên mũi của Triệu Quốc Lương.
Bí thư Tống nhìn chiếc xe Audi quay đầu rồi thản nhiên nói. Anh ta không phải đã đi rồi sao? Vạn Quốc Tỉnh khẽ thở dài một hơi, lại khẽ cười nói. Hắn thấy nếu Vương Tử Quân ở lại gây náo loạn thì còn phát sinh chút vấn đề, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã đi, nói rõ Chủ tịch Vương lúc này cũng không có tâm tư lấy lại thể diện cho thư ký của mình. Biết đâu Vương Tử Quân rời đi theo cách như vậy chính là quá mất mặt và không thể không cho ra lựa chọn gì khác hơn, vì thế mới vội vàng bỏ đi. Vạn Quốc Tỉnh nghĩ đến tình huống một vị thường ủy thị ủy và phó chủ tịch thường vụ như Vương Tử Quân phải nghênh đón thư ký của mình đi theo kiểu như vậy, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác đắc ý, gây khó khăn và làm cho một vị thường ủy phải nuốt cơn tức xuống bụng, điều này không phải chỉ là vui vẻ như bình thường. Bí thư Tống nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Vạn Quốc Tỉnh thì cũng không nói lời nào, nhưng hắn lại thầm mắng một câu. Lúc này hắn thật sự không dám khẳng định hướng đi của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng biết được 7-8 phần. Mà hắn cũng không định nói ra. Khu văn phòng ủy ban kỷ luật thị ủy cách không quá xa văn phòng thị ủy, nhưng đây là một khu nhà biệt lập, là hai tòa nhà màu trắng rất uy nghiêm. La Kiến Cường là phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật, bình thường hắn thích ở trong phòng làm việc của mình ở nơi đây. Tuy hắn cũng có phòng làm việc ở khu văn phòng thị ủy, thế nhưng hắn về ủy ban kỷ luật làm lãnh đạo đứng đầu đơn vị vẫn thích thú hơn ở văn phòng thị ủy làm trợ thủ cho người ta. La Kiến Cường lúc này cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn không ngờ vụ án mà chính mình đã chuẩn bị tỉ mỉ để tặng cho Vương Tử Quân lại bị phá nhanh như vậy. Hắn nhìn bản ghi chép trên bàn mà trong lòng sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Con bà nó sao lại thế này? Một tên trộm mà làm cho cả thành phố bị khấy động sao? Nhưng hắn không chút nghi ngờ sự xác thật trong lời nói của tên trộm kia, vì muốn xem xét lời khai có vấn đề hay không. Chỉ sợ hắn không mở miệng thì bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Hạ Nham Châu sẽ không đồng ý. Hừ, người nà thật sự là quá may mắn. La Kiến Cường nghĩ đến Vương Tử Quân mà thật sự cảm thấy đau răng, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là người có vị trí cao hơn Vương Tử Quân trong hội nghị thường ủy, khốn nổi lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân lại đang dần vượt qua hắn. Bí thư La, hôm nay có một tổ kiểm tra của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy xuống kiểm tra thị sát. Chủ nhiệm văn phòng ủy ban kỷ luật cung kính cầm theo một văn bản có ghi những hoạt động ngày hôm nay đến báo cáo với bí thư La Kiến Cường. À, tôi biết rồi. La Kiến Cường khẽ nhìn vào danh sách thành viên tham gia kiểm tra giám sát rồi dùng giọng tùy ý nói. Tuy thượng cấp đến thì phải tiếp đón cho tốt, nhưng một vị cán bộ cấp cục dẫn đội đến kiểm tra, hắn cũng không quá quan tâm. Hôm nay tôi có chút chuyện, vì vậy để cho bí thư Tống tiếp đãi tổ điều tra, ai hỏi thì cứ bảo bí thư La tôi đang bận làm chút chuyện. La Kiến Cường trầm ngâm một chút rồi khẽ nói với vị chủ nhiệm văn phòng. Vâng, bí thư La, tôi sẽ thông báo ngay cho bí thư Tống. Vị chủ nhiệm văn phòng không hiểu La Kiến Cường có ý gì, thế nhưng hắn là một vị chủ nhiệm văn phòng cực kỳ hợp cách, hắn biết những gì không cần hiểu thì không cần hỏi, chỉ cần phục tùng là được. Coi như có được nửa ngày rảnh rỗi. La Kiến Cường khẽ đưa tay bóp eo, hắn dùng giọng cảm khái lẩm bẩm một câu, nhưng hắn còn chưa nói cho xong thì cửa đã bị đá văng. Một âm thanh khá lớn vang lên, điều này làm cho La Kiến Cường và vị chủ nhiệm văn phòng chợt giật mình, hầu như chỉ sau nháy mắt thì vị chủ nhiệm văn phòng đã lớn tiếng nói. Anh biết đây là... Vị chủ nhiệm văn phòng nói được một nửa thì nuốt lời xuống, sau đó chủ động lựa chọn phương án sáng suốt nhất chính là im miệng. La Kiến Cường là người thích yên tĩnh, nếu có ai lớn tiếng thì sẽ rất mất hứng. Bây giờ đối phương không gõ cửa mà đá văng cửa, điều này vốn không phải là quấy rầy nữa rồi. Điều này làm cho La Kiến Cường cảm thấy giống như Vương Tử Quân đang đánh lên mặt mình. Nếu phòng làm việc là thành lũy của lãnh đạo thì cánh cửa kia chính là thể diện, lúc này Vương Tử Quân trực tiếp đạp cửa đi vào, căn bản là không nể mặt La Kiến Cường. Nếu như là người khác thì sợ rằng La Kiến Cường đã chửi loạn lên rồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vương Tử Quân, hắn cố gắng áp chế cơn giận của mình. Chủ tịch Vương, chẳng lẽ đến bây giờ anh chưa từng học cách gõ cửa sao? Tôi biết cách gõ cửa. Thế nhưng đối với những cánh cửa không đáng gõ, tôi sẽ trực tiếp đá văng. Vương Tử Quân dùng ánh mắt không chút nhún nhường nhìn La Kiến Cường, sau đó lạnh giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.